mươi 341, bắt người đi nói xong. Người đàn ông đầu húi cua chừng mắt nhìn gã thô cạch kia. Gã đàn ông thô cạch vội vàng sợ hãi ngậm miệng lại, vùi đầu vòng tay, không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông đầu húi cua nữa. Thấy một màn này, Diệp Thu hít mắt lại. Bây giờ anh bắt đầu nghi ngờ rằng gã thô cạch kia chắc hẳn không phải là tinh thần bất thường, mà là đã bị người đàn ông đầu húi cua dùng cách nào đó để khống chế tinh thần. Nếu không, làm sao ông ta lại sợ tên đầu húi cua vậy chứ? Tất nhiên, những điều này không còn quan trọng nữa. Bây giờ anh có thể khẳng định, người đàn ông đầu húi cua bán cá kia chính là hung thủ. Ngay sau đó, Diệp Thu trực tiếp đứng từ dưới đất lên, chỉ về phía tên đầu húi cua, nói với Dương Khải bên cạnh, đội trưởng Dương, bắt người đi. Hả, bắt ông ta sao? Rõ ràng Dương Khải vẫn chưa phản ứng kịp. Audio điện tử võ tấn bền không chỉ có Dương Khải, mà hầu hết những người có mặt ở đây đều mơ hồ. Không phải nói hung thủ chính là gã thô cạch kia sao? Cuống chi ông ta còn tự thừa nhận rồi. Sao giờ lại trở thành người đàn ông đầu húi cua bán cá này? Nhìn vẻ ngoài hiền lành đó của ông ta, thấy thế nào cũng không giống một kẻ sát nhân cả. Không sai, ông ta chính là hung thủ. Diệp Thu gật đầu, nhàn nhạt nói. Lời này vừa được nói ra tất cả mọi người đều bị sốc. Dương Khải sửng sốt một thoáng, nhưng vẫn nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng ra hiệu với hai cảnh sát ở sau lưng, chỉ vào tên đầu húi cua kia, nói, bắt lại. Hai cảnh sát không nhiều lời, trực tiếp lấy còng tay đeo ở thắt lưng, vọt về phía gã đầu húi cua kia. Các anh muốn làm gì? Tôi là một người trong sạch, chẳng lẽ cảnh sát muốn đổ oan cho người trong sạch sao? Khuôn mặt của người đàn ông đầu húi cua kia chợt thay đổi, hoảng hốt nói. Tuy nhiên, hai cảnh sát kia hoàn toàn không để ý đến ông ta, đi thẳng đến bên cạnh, lấy còng tay ra còng hai tay của ông ta lại. Diệp Thu hít mắt lại, lặng lặng nhìn cảnh này. Đây là lần dò xét cuối cùng. Nếu người đàn ông đầu húi cua này không dám phản kháng, thành thật để cho cảnh sát còng tay lên. Điều đó có nghĩa là ông ta có thể không phải hung thủ. Nhưng nếu ông ta phản kháng lại, thì 89 phần nhất định là ông ta rồi ngay khi hai cảnh sát chuẩn bị còng tay gã đầu húi cua kia lại sắc mặt của người đàn ông đầu húi cua kia đột nhiên trở nên u ám trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo lập tức vung tay tung cước ra thấy vậy ánh mắt của diệp thu lóe lên vội vàng lên tiếng nhắc nhở cẩn thận tuy nhiên mọi chuyện đã muộn rồi hai cảnh sát còn chưa kịp phản ứng lại đã bị gã đầu húi cua kia đánh đến hộp máu bay ra ngoài một màn này làm cho những người có mặt đều sững sờ. Không ai có thể nghĩ rằng người đàn ông đầu húi cua còn hiền lành trong một giây trước đó, lại đột nhiên nổi đóa, hơn nữa còn đánh bay hai cảnh sát bay trong nháy mắt. Chuyện này thực sự vượt quá dự đoán của tất cả mọi người có mặt ở đây. Mau tới xem hai người bọn họ thế nào rồi. Diệp Thu nhanh chóng quay đầu nhìn Dương Khải bên cạnh, ra lệnh. Dương Khải hơi sửng sốt, vội vàng phái người đi kiểm tra thương thế của hai cảnh sát kia. May mắn là, hai cảnh sát kia chỉ bị nội thương, không nguy hiểm đến tính mạng. Thấy vậy, lúc này Diệp Thu mới xem như yên tâm, sau đó quay đầu nhìn về phía gã đầu húi cua kia, hít mắt lại, lạnh lùng nói, ông cuối cùng vẫn nhịn không được rồi sao? Ô, tên nhóc nhà mày chịu khó dây dưa quá nhỉ, vốn còn muốn để một người ra chết thay, lừa bọn mày. Không nghĩ còn bị mày phát hiện ra, xem ra tất cả đều là ý trời rồi. Nhóc con, mày không sống nổi đâu, hôm nay tao sẽ giết mày gã đầu húi cua cười lạnh trong mắt tràn đầy sát khí nhìn diệp thu bởi vì nếu không có diệp thu ông ta đã không bị bại lộ sớm như vậy chuyện này làm cho ông ta cảm thấy bị đe dọa sâu sắc vì để cho kế hoạch sau này được suôn sẻ hôm nay ông ta nhất định phải giết chết diệp thu giết chết tôi sao vậy phải xem ông có bản lĩnh đó không khóe miệng diệp thu cong lên nghịch ngợm nói Tên họ Diệp kia, chẳng lẽ mày cho rằng mình vô địch thiên hạ sao? Gã đầu húi cua liếc mắt nhìn Diệp Thu, khinh thường hỏi. Vô địch thiên hạ thì không dám nhận, nhưng đối phó với ông vẫn thừa sức. Diệp Thu nhàn nhạt nói: "Ồ, không biết sống chết gì cả, mày sẽ sớm biết lời nói của mình vào lúc này trông nực cười như thế nào thôi." Ông ta cực kỳ phách lối nói. "Ồ, vậy sao?" Gương mặt Diệp Thu mang theo vẻ bông đùa nói: "Anh Diệp còn phí lời với ông ta làm gì, cứ bắt tên biến thái này lại trước rồi nói chuyện sau. Hồng Khổng tước nóng lòng muốn cứu người, không nhiều lời, trực tiếp lao tới chỗ gã đầu húi cua. Khóe miệng của ông ta nở một nụ cười mỉa mai, cứ đứng bất động ở đó, tựa như đang cố ý chờ Hồng Khổng tước tới vậy. Thấy vậy, Diệp Thu nheo mắt lại, luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Mà Hồng Khổng tước lại không nghĩ được nhiều như vậy, cô ta nhanh chóng xông tới trước mặt ông ta bàn tay nắm thành quyền trực tiếp đấm mạnh vào bàn tay phải đang cầm dao của gã đầu húi cua tự tìm cái chết ánh mắt của ông ta toát lên sự lạnh lẽo khóe miệng cong lên một nụ cười tàn nhẫn sắc mặt diệp thu thay đổi trong lòng thầm nói không ổn mà giờ phút này mở miệng ra nhắc nhở hồng khổng tước hiển nhiên đã không kịp nữa rồi gã đầu húi cua nhanh chóng rút từ trong túi ra một con dao găm sắc lạnh sau đó xoay cổ tay lao thẳng về phía hồng khổng tước thấy vậy con người của hồng khổng tước chợt co rút lại, sắc mặt biến sắc. Bởi vì tốc độ bay của con dao găm kia thật sự quá nhanh. Hơn nữa trong khoảng cách ngắn như vậy, cô ta muốn né tránh cũng không kịp nữa. Mà như vậy, thứ chờ đợi cô ta sẽ là một nhát dao xuyên tim lạnh lẽo từ con dao găm kia, tuyệt đối chết chắc rồi. Điều này làm cho hồng khổng tước hối hận không thôi. Sớm biết thế, vừa rồi cô ta đã không bốc đồng. Mắt thấy con dao găm bén nhọn này sắp đâm vào người cô ta Hồng không tước tuyệt vọng nhắm mắt lại Nhưng mà Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này Một cái bóng chợt lướt qua Ngay sau đó Hồng không tước cảm giác được có người từ phía sau ôm lấy mình Vòng tay đó thật vừa ấm áp vừa có lực Mà nỗi đau khi bị dao đâm vào người đã không xuất hiện Hồng không tước hoàn toàn kinh ngạc Khi mở mắt ra lần nữa cô ta đã thấy rằng mình đã đến nơi an toàn. Mà người ôm cô ta từ phía sau để tránh khỏi giây phút nguy hiểm đó không phải ai xa lạ cả. Chính là Diệp Thu. Giờ phút này, Diệp Thu vẫn còn duy trì tư thế ôm hồng khổng tước từ phía sau. Hồng khổng tước cúi đầu nhìn xuống hai tay của Diệp Thu, sừng sốt hai ba giây, sau đó cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đến cực điểm. chương 342, vậy mà lại biến mất. Thấy vậy, Diệp Thu cũng sừng sốt theo bản năng hơi cử động tay chân mày chợt nhíu lại anh vội vàng cúi đầu nhìn xuống vừa nhìn một cái sắc mặt của anh lập tức biến đổi ngay sợ hãi nhanh chóng buông hồng khổng tước ra cười ngượng ngùng giải thích cái kia xin lỗi vừa rồi tôi chỉ lo lắng cho cô không phải cố ý chiếm tiện nghi của cô không không có sao hồng khổng tước vội vàng lắc đầu chỉnh lại quần áo sau đó nhìn về phía diệp thu mặt đầy cảm kích nói vừa Vừa rồi thật sự cảm ơn anh. Chỉ một cái nhấc tay thôi mà." Diệp Thu xua tay, cười nhạt nói. "Nhưng mà, Diệp Thu không cử động tay thì tốt. Động tác xua tay này làm cho Hồng Khổng Tước không khỏi nghĩ tới vị trí đặt hai tay của Diệp Thu vừa rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta càng đỏ hơn, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt của Diệp Thu. Diệp Thu thấy vậy, cũng lúng túng cười, vội vàng thu tay ra chuyện này không biết nên gọi là gì đây rõ ràng là cứu người thế mà lại làm náo loạn lên như vậy nhưng mà phải nói đúng là rất lớn lúc này phim miêu ở bên cạnh cũng như người về phía trước cậu ta thuộc loại người không chê chuyện náo nhiệt hơn cậu ta bước đến bên cạnh diệp thu giơ ngón tay cái lên mặt đầy ngưỡng mộ nói anh diệp châu bò anh đã làm chuyện mà trước đây em luôn muốn nhưng không dám làm thật sự quá đỉnh sau này anh là thần tượng của em. Khụ, Diệp Thu lúng túng chỉ có thể ho khan. Hồng khổng tước trợn mắt nhìn Phì Miu, nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên nói, Phì Miu, nếu cậu còn nói bậy bạ nữa, có tin tôi cắt lưới cậu không? Đừng đừng đừng, tôi sai rồi. Phì Miu sợ hãi vội và ngậm miệng lại. Hừ, Hồng khổng tước hừ lạnh. Mà trong lòng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Bộp bộp bộp. Mà ngay lúc này một tràng pháo tay vang lên. Gã đầu húi cua nhìn về phía Diệp Thu, hồng khổng tước, cười lạnh lắc đầu nói, đúng là anh hùng cứu Mỹ nhân nhỉ, làm tao cảm động quá. Nghe thấy lời này, Diệp Thu quay đầu nhìn về phía gã đầu húi cua, nheo mắt lại, lạnh lùng nói, đưa tay chịu trói đi, cứ ngoan cố chống lại như vậy thì không còn đường sống đâu. Ồ, thế à, nói hay lắm, giống như mày có thể giết được tao vậy, đợi mày đuổi kịp được tao rồi nói khóe miệng ông ta cong lên một nụ cười khinh bỉ, ngay sau đó lập tức xoay người chạy vào căn phòng sau lưng. Thấy vậy, trong mắt Diệp Thu lóe lên sự lạnh lẽo, lạnh giọng nói, muốn chạy à? Dứt lời, anh trực tiếp đuổi theo. Ba người của tiểu đội thiên võng cũng phản ứng rất nhanh, theo sát Diệp Thu. Nhưng mà, khi cả bốn người đuổi vào căn phòng phía sau, lại phát hiện ra, người đàn ông đầu húi cua kia đang đứng bất động trước một bức tường thấy bốn người Diệp Thu đuổi vào, khóe miệng ông ta nhếch lên một nụ cười sâu xa. Nụ cười này làm cho Diệp Thu nhíu mày lại. "Chạy đi, sao ông không chạy nữa vậy? Vừa rồi không phải đã chạy rất tốt sao? Lần này, tự ông chạy vào ngõ cụt rồi, để xem ông chạy thế nào nữa." Phỉ Miêu trừng mắt nhìn gã đầu húi cua, cười lạnh nói: "Ồ, ai nói với bọn mày tao muốn bỏ chạy?" Người đàn ông đầu húi cua hỏi với vẻ diễu cợt. "Hừ, Ông muốn chạy thì có, bây giờ ông đã như cá trong chậu rồi, không còn đường nào thoát cả, còn có thể đi đâu được chứ?" Hồng Không Tước hư lạnh, khinh thường nói. "Mọi người cẩn thận, tên này có thể có bẫy đấy." Bạo Long nhíu mày nhắc nhở. "Ôi chao, lão đại, anh thận trọng quá rồi, tên này bây giờ bị nhiều người chúng ta bao vây lại như thế, sau lưng ông ta lại là một bức tường. Có thể nói là không có đường lên trời cũng không có cửa xuống đất. Ông ta có thể bẫy gì chứ?" vì miêu xua tay khinh thường nói tuy vậy cậu ta vừa dứt lời một âm thanh ầm ầm trượt vang lên cửa cuốn của căn phòng bất ngờ bị sập xuống ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài hơn nữa bởi vì trong phòng không bật đèn nên sau khi rèm cửa rơi xuống toàn bộ căn phòng chợt chìm trong bóng tối không có lấy một tia sáng chuyện này làm cho bốn người diệp thu bị nhốt ở trong căn phòng này biến sắc mẹ kiếp sao lại tối như vậy Phi Miêu chửi mắng, sau đó vội vàng lấy điện thoại di động ra, bật đèn pin lên. Nhưng mà, khi cậu ta dọi đèn pin vào nơi gã đầu húi cua vừa đứng, cậu ta hoàn toàn sửng sốt. Bởi vì người đàn ông đầu húi cua vừa đứng ở đó đã hoàn toàn biến mất. Điều này làm cho sắc mặt của Phi Miêu, Bạo Long cùng Hồng Khổng Tước đều biến đổi. Người đâu rồi? Người đi đâu rồi? Phi Miêu vội vàng dùng đèn pin soi bốn phía xung quanh, nhưng vẫn không thấy ai cả nên biết rằng căn phòng này có diện tích lớn hơn nữa còn không có bất kỳ góc chết hay chỗ nào để trốn cả một người to lớn sống sờ sờ như vậy lại biến mất không lý do chuyện này thật quá quỷ dị anh diệp chuyện này là sao đây anh có biết ông ta đi đâu rồi không bạo long vội vàng nhìn diệp thu hỏi diệp thu nheo mắt lại nhàn nhạt nói hơi ấm vẫn còn đây hử bạo long sửng sốt trong thoáng chốc nhanh chóng nhìn về phía phì miêu cùng hồng khổng thước, ra lệnh, mau tìm kiếm, trong phòng này nhất định có cơ quan để ẩn nấp, nhất định phải tìm ra được. Ngay sau đó ba người bọn họ bắt đầu tìm kiếm trên sàn, trên tường, từng ly từng tí trong căn phòng này. Diệp Thu vẫn nheo mắt nhìn xung quanh. Tuy nhiên, 5 phút trôi qua, vẻ mặt của ba người bạo long hiện đầy sự nóng nảy, sốt ruột đi loanh quanh trong phòng. Bởi vì bọn họ đã khám xét vô cùng cẩn thận trong căn phòng này nhưng kết quả lại không thu hoạch được gì cả. Thậm chí, ngay cả nửa cọng tóc của gã đầu húi cua kia cũng không thể tìm được. Điều này làm cho sắc mặt của ba người kia trở nên cực kỳ khó coi. Không biết làm sao, ba người bọn họ chỉ có thể dồn ánh mắt mong chờ vào Diệp Thu. Anh Diệp, có thu hoạch được gì không? Hồng không tước nhìn Diệp Thu, sốt ruột hỏi. Nhưng mà, Diệp Thu không nói lời nào, vẫn là nheo mắt lại, chậm rãi quan sát căn phòng này. Thấy vậy, hồng khổng tước nhíu mày lại, vừa định tiến lên tiếp tục hỏi Diệp Thu. Bạo Long vội và ngăn cản hồng khổng tước, sau đó đưa ngón trỏ lên trước miệng, hạ thấp giọng nói, nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy anh Diệp. Hồng khổng tước hơi sừng sốt, ngại ngùng vì chuyện xảy ra lúc trước. Lần này cô ta quyết định kiên nhẫn, yên lặng chờ đợi. Cứ như vậy, đại khái khoảng 2 phút trôi qua. Hồng khổng tước thật sự không thể nhịn được nữa, dù sao sống chết của Hắc La bây giờ vẫn chưa biết thế nào, cô ta sắp lo lắng đến gần chết rồi. Vì vậy cô ta trực tiếp bước tới trước mặt Diệp Thu, vừa định mở miệng hỏi. Thì ngay tại thời điểm này, Diệp Thu chỉ tay về vách tường phía tây kia, nhàn nhạt nói cơ quan ở chỗ đó. Hả? chương 343, căn cứ bí mật chỉ nghe, dầm, một tiếng động lạ. Trên mặt đất cách Diệp Thu chưa đến một mét, có một cánh cửa tự động mở ra cánh cửa kia không tính là quá lớn, chiều dài cùng chiều rộng khoảng chừng một thước, hình vuông, chỉ một người có thể đi qua là được. Thấy vậy, vẻ mặt của cả ba người bạo long đều hiện đầy vẻ kinh ngạc. Anh Diệp, làm sao anh lại phát hiện ra được cái này? Bạo Long nhìn Diệp Thu, mặt đầy tò mò hỏi. Dù sao vừa rồi bọn họ cũng đã dò xét cẩn thận căn phòng này như vậy, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Diệp Thu căn bản chỉ đứng ở đó không nhúc nhích, nhìn thoáng qua đã có thể phát hiện được cơ quan rồi, hơn nữa còn biết được cách mở cơ quan. Thật sự khó có thể tin được. Hồng khổng tước cùng phì miêu vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Thu, tò mò không kém. Diệp Thu lắc đầu cười, lại vô cùng bình thản nói, loại cơ quan này đã lỗi thời lắm rồi, đợi lát nữa có thời gian, tôi sẽ từ từ nói với mọi người, bây giờ cứu người vẫn quan trọng hơn. Ừ, đúng đúng đúng, quan trọng là cứu người. Ba người nhóm bạo long gật đầu đồng ý. Ngay sau đó, Diệp Thu dẫn đầu đi về phía lối vào mặt đất, mà ba người nhóm Bạo Long xếp hàng theo sát phía sau. Dù sao cửa vào này cũng tương đối hẹp, chỉ một người mới có thể đi qua được. Đi qua cửa thông với mặt đất là một cầu thang dẫn xuống. Ngoại trừ cái này ra, hai bên đều là những bức tường tối om. Diệp Thu không nhanh không chậm bước xuống bậc thang. Cứ như vậy, khoảng 5 phút trôi qua. Lúc này xem như đã đi đến bậc thang cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn xung quanh vẫn tối om như mực thậm chí còn tối hơn cả bên trên đưa năm ngón tay ra trước mặt cũng không thể thấy rõ chỉ là diệp thu có thể cảm giác được rõ ràng không gian bên dưới này lớn hơn bên trên rất nhiều chắc hẳn hung thủ đang ở căn cứ bí mật dưới lòng đất này nếu như không có bất ngờ gì xảy ra tám người phụ nữ bị hung thủ sát hại kia cũng đều bị rút sạch máu ở đây diệp thu đi xuống không bao lâu ba người nhóm bạo long cũng lần lượt bước xuống. Mà bóng tối xung quanh làm cho sắc mặt của bọn họ chợt biến đổi. Mẹ kiếp, tên khốn này là người rơi à, không cần ánh sáng sao. Thậm chí ngay cả đền cũng không lắp. Phi Miu chửi thề, nói. Ngay sau đó, cậu ta dùng điện thoại chiếu sáng bốn phía. Tuy nhiên, không gian dưới lòng đất này quá lớn. Mà độ sáng của đèn pin điện thoại có hạn nên cũng không thể nhìn ra được manh mối gì. Phi Miu, cậu có thể ngửi được mùi của ông ta không? Diệp Thu quay đầu nhìn Phi Miêu hỏi. Không thể. Phi Miêu lắc đầu. Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Thu nghi ngờ hỏi. Không biết tên khốn này có phải cố ý để phòng em không? Mùi trong không gian dưới lòng đất này khá phức tạp, em hoàn toàn không thể phân biệt được mùi nào là mùi của ông ta. Phi Miêu cau mày nói. Ồ, đúng là cực kỳ thận trọng thảo nào mà ông ta liên tiếp gây ra tám vụ án nhưng lại không để lại bất cứ dấu vết nào cả. thật thú vị. Diệp Thu hít mắt lại, cười lạnh nói. vậy thì chúng ta tìm kiếm xung quanh thử xem, nói không chừng Hắc La đang ở dưới tầng hầm này. Hồng Khổng Tước vừa nói, vừa muốn tiến lên mở đường, mà ngay lúc này, sắc mặt của Diệp Thu chưa thay đổi, anh nói cẩn thận. vừa dứt lời, Diệp Thu nhanh chóng xuất thủ, kéo Hồng Khổng Tước lại, mà cùng lúc đó một con dao găm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo rơi từ trên trời xuống đúng lúc cắm vào mặt đất nơi hồng khổng tước vừa mới đứng thậm chí còn xuyên thủng mặt đất lưỡi dao găm cắm hơn một nửa vào mặt đất như vậy có thể thấy được sức lực cùng độ sắc bén của nó đáng sợ nhường nào nếu không phải diệp thu phản ứng nhanh kịp thời kéo hồng khổng tước trở lại e rằng bây giờ hồng khổng tước đã bị con dao găm này đâm thủng từ đầu đến chân rồi nhìn con dao găm sắc bén kia đang cắm xuống mặt đất. Hồng khổng tước cực kỳ sợ hãi, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Mà đây là lần thứ hai Diệp Thu cứu cô ta. Nếu không có Diệp Thu, hôm nay cô ta đã phải chết ít nhất hai lần rồi. Hít một hơi thật sâu. Hồng khổng tước nhìn về phía Diệp Thu, một lần nữa cảm kích nói, Diệp Thu, cảm ơn ơn cứu mạng của anh. Chờ khi Hắc La được cứu ra, tôi nhất định sẽ lấy mạng mình báo đáp tất cả đều là mình cả, đừng khách sáo như vậy. Tóm lại, cố gắng cẩn thận một chút, nơi này không phải địa bàn của chúng ta. Nơi đây chắc hẳn đầy rẫy những cạm bấy, biết chưa? Diệp Thu xua tay dặn dò. Nghe thấy vậy, không không tước cùng cả Bảo Long và Phi Miêu vội vàng gật đầu. Ngay sau đó, bốn người bọn họ tiếp tục đi về trước. Vốn dĩ Bảo Long định dẫn đường. Nhưng vừa mới bước được hai bước, mặt đất đột nhiên lún xuống một cái hố lớn cũng may Diệp Thu nhanh tay lẹ mắt, tóm được Bạo Long. Nếu không, Bạo Long tuyệt đối chết chắc. Bởi vì bên trong cái hố lớn kia toàn là dao găm sắc nhọn, lưỡi dao đều hướng lên trên. Nếu thứ này rơi vào chỗ này, nhất định sẽ bị đâm thành cái rổ mất. Không còn cách nào khác. Sau khi trải qua hai lần sinh tử liên tiếp này, Diệp Thu chỉ có thể dẫn đầu đi trước. Thực tế đã chứng minh, quyết định này là vô cùng đúng đắn và sáng suốt có Diệp Thu dẫn đường, bất kể gặp phải nguy hiểm cùng cạm bẫy nào, Diệp Thu luôn có thể phát hiện tránh trước, cho nên tránh được rất nhiều nguy hiểm. Nếu không, dọc con đường này, cho dù bốn người bọn họ không gặp phải những thứ mai phục khác, thì chỉ riêng những cái bẫy này thôi cũng đủ làm bọn họ kiệt sức rồi. Cùng lúc đó, trong một căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng, ở chính giữa căn phòng, có ba giường bệnh chuyên dụng, mà giờ khắc này, có ba người đang nằm trên giường bệnh đó là ba cô gái đẹp mỗi người một vẻ nếu như đặt ở bên ngoài chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều ong bướm người theo đuổi mà ba cô gái này không phải ai xa lạ đó chính là ba người phụ nữ đã bị bắt cóc trong đường hầm xuyên núi trước đó hắc la hàn tiêu tiêu còn có tống thiến chỉ là lúc này tay chân của ba người bọn họ đều bị trói chặt bằng dây thừng trên giường bệnh không cử động được thứ duy nhất có thể cử động chỉ có cổ và đầu mà ngay tại thời điểm này cửa phòng mở ra một người đàn ông tay xách theo chiếc vali đen bước vào nếu như diệp thua ở đây nhất định có thể nhận ra được bởi vì người đàn ông này cũng chính là người đàn ông tóc húi cua bán cá vừa rồi ba cô gái đang bị trói trên giường bệnh nghe thấy tiếng mở cửa sắc mặt cũng đều biến đổi hàn tiêu tiêu nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói này lúc nào ông mới thả chúng tôi ra tôi cảnh cáo ông nếu bây giờ ông còn biết dừng lại thì có thể sẽ được khoan hồng, nhưng nếu ông tiếp tục u mê không tỉnh táo thế này, vậy thì ông chỉ còn một con đường chết mà thôi. Chương 344, tốt nhất không nên đụng vào anh ấy. A. À, Tống Thiến gần như kinh hãi. Nhưng lúc này cô ta đang bị trói bằng dây thừng, không thể cử động được, chỉ có thể hoảng sợ hét lên trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, khi gã đầu húi của kia nghe thấy tiếng hét, nụ cười quỷ dị trên mặt ông ta càng đậm hơn thậm chí trong mắt cũng tràn đầy vẻ hưng phấn. Tựa như Tống Thiến càng la to, ông ta càng hưng phấn vậy. Này, ông muốn làm gì cô ấy? Hàn Tiêu tiêu trợn mắt nhìn người đàn ông tóc húi cua kia, lạnh lùng hỏi. Mặc dù đối với bản thân mà nói, cô ta tương đối bài xích, thậm chí ghét Tống Thiến. Nhưng cô ta là một cảnh sát, bây giờ nhìn thấy Tống Thiến, một người dân thường sắp gặp nguy hiểm. Vì chính nghĩa, cô ta vẫn không thể nhịn được muốn ra tay ngăn cản. Cho dù bây giờ cô ta cũng bị trói bằng dây thường giống vậy, không thể động đậy được. Nhưng loại chính nghĩa này đến từ trong xương, dù thế nào đi nữa cũng không thể biến mất. Cô đừng ở đó mà la hét ẩm ý, tôi đã nói với cô rồi, hãy gọi tôi là huyết bức, cô nghe không hiểu hay là trí nhớ không tốt hả? Cho dù cô là cảnh sát thì cũng phải biết tôn trọng người khác chứ, ok gã tóc húi cua kia quay đầu lại liếc nhìn Hàn Tiêu Tiêu, nóng nảy nói: "Ông biết tôi là một cảnh sát." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Tiêu Tiêu lập tức thay đổi. Nên biết rằng, hôm nay cô ta mặc đồ bình thường để ra ngoài, không mặc đồng phục cảnh sát. Nhưng bây giờ người tự xưng là huyết bức này lại có thể nhận ra cô ta là cảnh sát. Chuyện này thật sự khó có thể tin được. Tôi không chỉ biết cô là cảnh sát, tôi còn biết cha của cô là người đứng đầu thành phố Giang Châu nữa. Nói không chút khoa trương là, ở Giang Châu này, chỉ cần tôi muốn biết, tôi đều có thể biết tất, hiểu chưa? Tên Huyết Bức kia mặt đầy đắc thắng nói. Nghe thấy vậy, sắc mặt Hàn Tiêu Tiêu chợt trở nên vô cùng khó coi. Ngay sau đó, Huyết Bức không để ý đến Hàn Tiêu Tiêu nữa, mà xoay người mở chiếc vali màu đen vừa được đặt trên tủ đầu giường, lấy một thứ bằng vàng dòng tương tự như kim tiêm ra. Tuy nhiên, ống kim bằng vàng dòng nguyên chất này lớn hơn rất nhiều so với ống kim thông thường dùng để tiêm trong bệnh viện. Riêng đầu kim thôi cũng đã dày bằng đầu đũa rồi. Chưa kể ống kim ở phía sau có thể bằng một cánh tay của người bình thường. Ở cuối ống kim còn gắn theo một ống nhựa dài trong suốt. Ống nhựa này nối thẳng với vali. Bên trong vali có một chiếc bình thủy tinh có dung tích khoảng chừng 5 lít. Nhìn những thứ này, hàn tiêu tiêu hoàn toàn sửng sốt. Là một cảnh sát, Nhất là cô cũng đang tham gia điều tra vụ án giết người hàng loạt lần này, nên đương nhiên hiểu rõ tình tiết của vụ án. Trong vụ án lần này, máu của 8 nạn nhân đã bị rút khô, mà trên cổ còn có một lỗ máu to bằng hạt đậu nành. Kết hợp với bộ công cụ mà huyết bức lấy ra bây giờ, Hàn Tiêu Tiêu dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Điều này khiến sắc mặt của cô thay đổi rõ rệt, hai mắt nhìn chằm chằm vào tên huyết bức kia, sừng suốt hồi lâu, không nhịn được hô lên, "Ông ông chính là kẻ sát nhân kia. Lời này vừa nói ra, đã thu hút sự chú ý của huyết bức. Huyết bức quay đầu nhìn về phía hàn tiêu tiêu, khóe miệng hiện lên một nụ cười khát máu, cười lạnh nói, ồ, để cho cô nhận ra mất rồi nhỉ. Không sai, hung thủ trong vụ giết người hàng loạt ở Giang Châu này chính là tôi. Thân là một cảnh sát, cô có phải đặc biệt kích động khi gặp được tôi không? Khốn kiếp, không ngờ tên biến thái kia lại là ông, có bản lĩnh thì thả tôi ra, tôi sẽ tự tay tôi bắt lấy ông. Hàn tiêu tiêu hung tợn chừng mắt nhìn huyết bức, cắn răng nói. Cô ta vốn vẫn còn hơi sợ hãi tên huyết bức này. Nhưng sau khi biết tên huyết bức này chính là hung thủ. Cơn giận đã lập tức nuốt chừng nỗi sợ hãi của cô ta vào lòng. Đối với hung thủ biến thái huyết bức này, Hàn tiêu tiêu cực kỳ căm hận. Liên tiếp gây ra 8 vụ án mạng, sát hại 8 người, còn có 8 gia đình tan nát vì ông ta. Loại quỷ đội lốt người biến thái này thật sự không đáng sống trên cõi đời này. Là một cảnh sát, thật hận không thể tự tay đâm chết tên khốn nạn này. Cảnh sát Hàn, bây giờ tôi không có nhiều thời gian để lộn xộn với cô đâu, muốn bắt tôi sao? Vẫn nên chờ kiếp sau đi." Huyết bức cười khinh thường, lập tức cúi đầu nhìn Tống Thiến, khóe miệng nở một nụ cười tàn nhẫn, kỳ thật tôi còn muốn cùng cô bồi dưỡng chút tình cảm, sau đó mới ra tay với cô nhưng mà bây giờ thân phận của tôi đã bại lộ mất rồi bên ngoài còn có một nhóm người đang muốn vây bắt tôi lại cho nên tôi chỉ có thể nhanh chóng bắt đầu thôi có trách thì trách đám người bên ngoài kia nhé ngôn tình ngược nói sung huyết bức muốn cắm mũi kim to bằng đầu đúa kia vào cổ tống thiến hàn tiêu tiêu thấy vậy vội vàng nói chờ một chút đã ông chờ một chút huyết bức nhíu mày động tác trên tay đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía hàn tiêu tiêu sốt ruột hỏi làm sao nữa vậy cảnh sát hàn cô còn muốn nói gì nữa sao đừng nôn nóng sau khi cô ta chết sẽ tới lượt hai người các cô đừng nghĩ hôm nay còn đường sống nghe vậy sắc mặt hàn tiêu tiêu thay đổi nhưng vẫn trợn mắt nhìn chằm chằm huyết bức lạnh giọng hỏi ông nói bên ngoài còn có một nhóm người vây bắt ông sao bọn họ là ai rất nhiều có cảnh sát có vệ sĩ tư nhân còn có xã hội đen nữa Tôi thật sự tò mò làm thế nào bọn họ có thể tập trung lại một chỗ được. Hơn nữa điều kỳ lạ nhất là bọn họ đều nghe theo lệnh của một tên nhóc họ Diệp. Huyết Bước nói với vẻ hứng thú. "Diệp Thu." Hàn Tiêu Tiêu sửng sốt một thoáng, kinh ngạc nói. Huyết Bước gật đầu, mặt đầy nghi hoặc nói, "Đúng đúng đúng, chính là Diệp Thu này, ở Giang Châu từ lúc nào lại xuất hiện một nhân vật như thế? Tôi chưa từng nghe nói qua bao giờ." Nói tới đây, trong mắt huyết bức lóe lên tia sáng lạnh lẽo, ông ta diếu cợt nói, xem ra lúc về phải điều tra cậu ta thử, còn dám dẫn người đến vây giết tôi nữa chứ, tôi nhất định phải tự tay đưa cậu ta đến Tây Thiên mới được. Ồ, ông tốt nhất không nên đúng vào anh ấy. Hàn tiêu tiêu cười khinh bỉ nói. Ý của cô là gì? Coi thường tôi sao? Nghe vậy, sắc mặt huyết bức đột nhiên trở nên u ám, có chút không vui hỏi. Không phải tôi coi thường ông, mà là Diệp Thu thật sự rất mạnh, vượt xa sức tưởng tượng của ông. Nếu chọc giận anh ấy, ông chỉ còn một con đường chết thôi. Hàn tiêu tiêu liếc nhìn huyết bức, khinh thường nói. Không phải cô ta đang cố tình chọc giận huyết bức. Nhưng sau cuộc so tài hôm qua ở cục cảnh sát, trong lòng cô ta, Diệp Thu đã tồn tại giống như một vị thần bất khả chiến bại. Cho dù một tên sát nhân biến thái như huyết bức cũng không thể nào lay chuyển được địa vị của Diệp Thu trong lòng cô ta. mươi 345, có giỏi thì tới đây huyết bức là một người cực kỳ kiêu ngạo. Ông ta vô cùng tự tin vào khả năng của mình. Đương nhiên, chuyện này có liên quan mật thiết đến thực lực mạnh mẽ của bản thân ông ta. Dù sao mỗi lần gây án ông ta đều có thể tiến hành thuận lợi, hơn nữa sau đó còn không bị cảnh sát phát hiện. Lâu dần, lòng tự tin của ông ta càng lúc càng lớn, thậm chí đến mức tự phụ. Mà bây giờ, Hàn Tiêu Tiêu lại dám nghi ngờ ông ta như vậy. Ông ta không thể nào chịu nổi người tự cho rằng mình là vô địch như ông ta làm sao có thể chấp nhận bị người khác nghi ngờ được chứ ông ta nhất định phải chứng minh bản thân trong chốc lát sắc mặt của huyết bức trở nên cực kỳ khó coi ngay lập tức bỏ ống tiêm trong tay xuống đi đến bên giường hàn tiêu tiêu thấy vậy trong lòng của hàn tiêu tiêu lộp bộp kêu lên cô ta còn tưởng rằng bởi vì lời của mình đã chọc cho huyết bức tức giận nên quyết định ra tay với cô ta trước ha 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 mà ngay lúc này, huyết bức ngửa mặt lên trời cười như điện. Tiếng cười đó cực kỳ dữ tợn, vô cùng biến thái. Gương mặt nhỏ nhắn của ba cô gái tái mét, toàn thân lập tức nổi ra gà. Tốt lắm, cô đã thành công khiêu khích dục vọng chiến đấu của tôi rồi. Vì Diệp Thu ở trong miệng cô là không ai sánh bằng, vậy nên tôi phải đưa cậu ta tới đây, để cho cô tận mắt nhìn thấy tôi đánh bại cậu ta chỉ bằng hai chiêu thế nào. Tôi muốn cô biết, Diệp thu ở trước mặt tôi là thứ rác rưởi và yếu đuối ra sao. huyết bước cúi đầu nhìn hàn tiêu tiêu, mặt đầy tàn nhẫn cười lạnh nói. Sứt lời, ông ta xoay người bước ra khỏi căn phòng nhỏ. Qua một hồi lâu, đến khi ba cô gái không còn nghe được tiếng bước chân của ông ta nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. ông ta, ông ta thật sự đi tìm anh diệp thu sao. Gương mặt của hắc la trắng bệnh, run lẩy bẩy hỏi. chắc là vậy. Người này quá mức kiêu ngạo, không muốn người ta nghi ngờ bản thân mình. Ông ta muốn chứng minh tôi sai, nên nhất định sẽ ra tay đấu với Diệp Thu. Hàn Tiêu Tiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn chưa tỉnh hồn lại nói. Trên thực tế, vừa rồi cô cũng là đang đánh cược xem thử huyết bức có cắn câu hay không. Mà lần đánh cược này, có thể nói cô ta đã đặt cả mạng sống của mình. Dù sao nếu lỡ như huyết bức không mắc bẫy. Dưới cơn tức giận, coi như cô xong đời may mắn là cô ta đã đặt cược đúng phán đoán của cô ta không sai huyết bức quả thực là một người cực kỳ tự phụ cảnh cảnh sát hàn cảm ơn cô tống thiến nhìn hàn tiêu tiêu sắc mặt cực khó coi nói ra lời cảm kích mới vừa rồi nếu không có hàn tiêu tiêu vậy thì chắc hẳn cô ta đã giống như tám nạn nhân trước bị rút sạch máu rồi loại cảm giác đó chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy lạnh cả người đây là điều mà một cảnh sát như tôi nên làm hàn tiêu tiêu nhẹ giọng nói tôi lần này chúng ta còn có thể sống sót thoát ra ngoài không sắc mặt của tống thiến tái nhật hỏi vậy thì phải xem diệp thu thế nào tôi tin anh ấy hàn tiêu tiêu hít hơi thật sâu mặt đầy tự tin nói đúng vậy em cũng tin tưởng anh diệp thu hắc la cũng tràn đầy lòng tin đối với diệp thu thấy vậy tống thiến nhíu mày sau đó chỉ có thể thở dài một hơi việc đã đến nước này rồi tất cả mọi thứ chỉ đành phó mặc cho số phận thôi. Bên ngoài, trong bóng tối vô tận, dưới sự lãnh đạo của Diệp Thu, một nhóm bốn người tiến về phía trước mà không gặp bất kỳ rủi ro nào. Càng bước đi, trong lòng bọn họ càng không biết bao giờ mới đến điểm cuối. Bởi vì không gian dưới lòng đất này thật sự quá lớn. Bọn họ đã đi bộ lâu như vậy mà vẫn chưa đến. Ngược lại các loại cơ quan, cảm bẫy đều đã thử qua may mà có Diệp Thu dẫn đường. Mọi người mới có thể gặp giữ hóa lành. Nếu không, đã sớm chết ở trên đường từ lâu rồi. Sau khi đưa mọi người tránh thoát khỏi một cái bẫy nữa. Diệp Thu đột nhiên dừng bước. Thấy vậy, ba người nhóm Bạo Long cũng dừng lại, nhìn Diệp Thu, nghi hoặc hỏi, sao vậy anh Diệp? Có gì đó không đúng lắm. Diệp Thu lắc đầu, nhíu mày nói. Cái gì không đúng cơ? Cả ba người bọn họ sướng lại trong giây lát có ai đó đang đến diệp thu nhẹ giọng nói mà lúc giọng nói của diệp thu vừa dứt đột nhiên đèn đóm ở xung quanh sáng lên trong nháy mắt làm cho bốn người vốn đã ở trong bóng tối lâu như bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu rơi vào trạng thái mù tạm thời phải mất một lúc mới bình thường trở lại lúc này cuối cùng bọn họ cũng nhìn rõ cảnh tượng xung quanh giờ phút này bọn họ giống như đang ở trong một không gian tương tự tầng hầm bãi đậu xe Xung quanh có rất nhiều cây cột, nhưng lại vô cùng trống trải, không có vật gì cả. Mà dựa vào lớp sơn xanh trên những cây cột kia có thể thấy, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây hẳn là một tầng hầm đậu xe đã bị bỏ hoang từ lâu. Khó trách bốn người Diệp Thu đi bộ rất lâu nhưng vẫn chưa tới được cuối cùng. Không gian tầng hầm đậu xe bỏ hoang này rất lớn. Bọn họ cũng mới chỉ đi được một nửa mà thôi. Thật không ngờ bọn mày còn sống để tới đây đấy mà ngay lúc này một tiếng cười khẩy đột nhiên vang lên trong bãi đậu xe dưới tầng hầm nghe vậy cả bốn người diệp thu đều nhìn về phía phát ra tiếng động chỉ nhìn thấy một bóng người đang bước nhanh về phía bên này mà người này không phải ai khác chính là gã đầu húi cua lúc trước huyết bức tên khốn kia anh phì đây còn tưởng ông là con rùa rụt đầu đấy chứ lại trốn không dám đi ra à phì miêu chừng mắt nhìn huyết bức lạnh giọng khinh thường Tên mập chết tiệt, xin chú ý cách dùng từ của mày, nếu không, tao không ngại hút khô máu của mày đâu. Huyết bức nói với một khuôn mặt lạnh lùng. Tới đây, tới đây nào, để xem ai sợ ai, nhìn thử anh mập đây đánh ông đến mặt mũi bầm dập thế nào. Phì miêu nắm chặt tay, chuẩn bị lao về phía trước. Bạo Long nhanh chóng ngăn phì miêu lại, khuyên can, đừng xúc động, coi chừng có bấy. Bây giờ tao không có hứng thú với tên mập mạp chết bầm nhà mày đâu huyết bức nhìn phì miêu lắc đầu sau đó nhìn về phía diệp thu mặt đầy khinh miệt nói nghe nói mày rất mạnh cho nên tao tới đây để dẫm đạp cậu thử xem ồ ai đã nói thế diệp thu hít mắt dò hỏi muốn gài tao sao chuyện đã đến nước này tao cũng không muốn giấu giếm bọn mày làm gì nữa người mà bọn mày muốn cứ đang nằm ở trong tay tao có giỏi thì đi theo tao huyết bức cười lạnh nói suốt lời ông ta xoay người chạy diệp thu nheo mắt lại trực tiếp đuổi theo. Ba người nhóm Bạo Long theo sát phía sau. Chỉ chốc lát sau, bốn người đuổi tới cửa của một căn phòng. Cửa phòng đang được khép hờ. Diệp Thu có thể cảm nhận được huyết bức đang ở bên trong. Vì vậy Diệp Thu tiến lên đẩy cửa vào. "Anh Diệp, cẩn thận có bẫy." Bạo Long vội vàng nhắc nhở. "Không sao đâu." Diệp Thu lắc đầu, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Ba người nhóm Bạo Long theo sát phía sau khi cả bốn người bước vào phòng. Cảnh tượng trong phòng khiến cả bốn người đều hơi sửng sốt. Audio điện tử võ tấn bền chương 346, sức mạnh của huyết bước thấy cảnh tượng này. Hai mắt Diệp Thu hiếp lại thành đường thẳng, trông cực kỳ nguy hiểm. Mà ba người nhóm của Bạo Long thấy hắc la không sao, tất cả đều thở phào nhẹ nhóm. Hai bên chào nhau, chắc chắn không có vấn đề gì cả. Hồng không tước trực tiếp tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm huyết bức, lạnh lùng nói, thả ba người bọn họ ra thì hôm nay có thể ông còn có một con đường sống. Ô, ý cô là gì? Nếu như không có Diệp Thu thì mạng của cô đã nằm dưới lưỡi dao của tôi rồi đấy, cô không xứng đâu. Huyết bức cười lạnh, mặt đầy khinh thường nói. Ông chết chắc, trong mắt hồng khổng tước lóe lên tia sáng lạnh lẽo, sau đó lao nắm đấm về phía huyết bức. Đừng cử động chứ, nếu không, cô ta chết chắc huyết bức chỉ đầu kim trên cổ hàn tiêu tiêu, cười lạnh nói. Thấy vậy, sắc mặt của hồng khổng tước biến đổi, chỉ có thể miễn cưỡng dừng tay lại, nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng hỏi, rốt cuộc ông muốn thế nào. Huyết bức không để ý đến hồng khổng tước, mà cúi nhìn xuống hàn tiêu tiêu, diếu cợt nói, nếu không muốn chết thì hãy lặp lại lời cô vừa nói xem nào. Ông không phải là đối thủ của Diệp Thu, nếu để ông dám đụng đến Diệp Thu, vậy thì ông chỉ còn một con đường chết mà thôi. Hàn tiêu tiêu nghiến răng, lạnh giọng nói. Ha ha ha. Huyết bước ngửa đầu lên trời cười to điên cuồng, sau đó nhìn về phía Diệp Thu, mặt đầy khinh thường nói, Diệp Thu, mày có nghe thấy không? Trong mắt cảnh sát Hàn có vẻ như mày rất lợi hại. Nhưng mà tao không tin, hôm nay, tao phải ở trước mặt cảnh sát Hàn đánh bại mày, dây xéo mày, trà đạp mày, để cho cô ta biết, mày là thứ rác rưởi yếu đuối như thế nào. Diệp Thu hít mắt, nhàn nhạt nói, ồ, thế à, sao mày có dám đấu với tao không đương nhiên nếu như mày cảm thấy sợ vậy thì bây giờ lập tức quỳ xuống trước mặt tao như thế tao có lẽ sẽ cân nhắc giữ lại mạng cho mày đấy huyết bước nói một cách ngạo mạn muốn đánh cùng tôi cũng được thôi nhưng trước hết ông nên bỏ đầu kim xuống đá không nên làm cô ấy bị thương diệp thu nhẹ giọng nói ồ mày đúng là biết thương hoa tiết ngọc mà chẳng trách cảnh sát hàn lại tin tưởng mày như vậy tuy nhiên điều mà tao thích nhất lại là hủy hoại niềm tin của người khác mày chẳng phải là bất khả chiến bại trong lòng cô ta sao hôm nay tao sẽ để cho cô ta nhìn thấy dáng vẻ mày quỳ xuống trước mặt tao có bao nhiêu đáng buồn huyết bức cười nói ngay sau đó ông ta ống tiêm kia sang một bên khóe miệng diệp thu khẽ nhếch lên chuẩn bị tiến tới mà ngay lúc này hồng khổng tước vươn tay ngăn diệp thu lại nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói anh diệp không phiền anh phải ra tay đâu, để tôi kết liếu ông ta. Sứt lời, hồng khổng tước trực tiếp lao về phía huyết bức. Thấy cảnh này, huyết bức nở một nụ cười khinh thường, lắc đầu nói không biết sống chết. Hồng khổng tước lấy tốc độ cực nhanh vào tới trước mặt huyết bức, không nhiều lời, tay nắm chặt thành quyền, trực tiếp đánh về phía huyết bức. Nên biết rằng, là một chuyên gia đánh cận chiến. Thực lực của hồng khổng tước đương nhiên có. Cú đấm này vừa nhanh vừa mạnh người bình thường căn bản không thể nào né tránh tuy vậy khi cú đấm này chuẩn bị chạm vào mặt huyết bức khóe miệng huyết bức cong lên mang theo vẻ khinh miệt sau đó lấy một tốc độ nhanh kinh dị xuất thủ ngay lập tức bắt lấy cổ tay của hồng khổng tước điều này làm cho đòn công kích mạnh mẽ của hồng khổng tước ngừng lại sắc mặt của hồng khổng tước biến đổi vừa muốn rút nắm đấm lại tuy nhiên lại phát hiện ra cổ tay của cô ta đang bị huyết bức siết chặt như thể nó bị kẹp lại bằng một chiếc kìm sắt vậy không thể nào cử động được sức mạnh ẩn chứa trong đó cô ta không thể nào chống lại nổi sắc mặt của hồng khổng tước đột ngột trở nên khó coi trợn mắt nhìn huyết bức lạnh lùng nói buông tôi ra được để tôi buông cô ra huyết bức nở một nụ cười tàn nhẫn dùng sức nắm lấy cổ tay của hồng khổng tước vặn mạnh chỉ nghe một âm thanh rắc, rắc rắc rõ ràng xương cổ tay của hồng khổng tước bị bẻ gãy trong nháy mắt hồng khổng tước đau đến mức đứng không vững quỳ dạp xuống đất a à, hồng khổng tước kêu lên thảm thiết vang vọng khắp cả căn phòng chị khổng tước thấy vậy sắc mặt của phì miêu lập tức biến đổi cậu ta trợn mắt nhìn huyết bức gầm lên tên khốn kiếp dám làm chị khổng tước của tao bị thương anh phì đây không tha cho mày Xuất lời phì miêu nhanh chóng lao về phía huyết bức lại một tên khác muốn đi vào chỗ chết nhưng mà đối với lần này trên mặt của huyết bức hiện đầy vẻ khinh thường. Mắt thấy phỉ miêu đã vào tới trước mặt huyết bức, vung lòng bàn tay ra chuẩn bị đánh về phía huyết bức. Thì ngay tại thời điểm này, huyết bức lại đi trước một bước, đá thẳng vào bụng của phỉ miêu. Phỉ miêu giống như một quả cầu thịt vậy, vột ra xa tại chỗ. va Và chạm mạnh vào tường, sau đó dừng lại. Mà giờ phút này, cậu ta đã rơi xuống đất, hai tay ôm bụng, hồi lâu cũng không đứng dậy được. Nên biết rằng, Phì Miêu là một người đàn ông to béo nặng gần 300 cân, toàn thân đầy mỡ dày, năng lực phòng ngự cực mạnh. Mà bây giờ cậu ta lại bị huyết bức đạp ngã trên đất, thậm chí không thể đứng dậy nổi. Có thể thấy sức mạnh của chân huyết bức này đáng sợ đến thế nào. Rác rưởi, đều là rác rưởi, tiểu đội thiên võng chó má gì đó lại không thể chịu nổi một đòn nữa. Huyết bức nước mắt nhìn Phì Miêu bị ông ta đạp bay ra ngoài, cùng với hồng khổng tước đang bị siết chặt tay, mặt đầy vẻ khinh thường cười to nói. Mà những lời này hoàn toàn làm cho bạo long tức giận. Bạo long cau mày lại, hai mắt trợn to nhìn thẳng vào huyết bức, trầm giọng nói ông sẽ vì lời nói hôm nay mà phải trả giá đắt. Làm nhục tiểu đội thiên võng, giết không tha. Vừa dứt lời, bạo long lao về phía trước như hổ vào núi vậy, vào thẳng về phía huyết bức. À à, lại là một tên khoác lác rác rưởi khác. Huyết Bức cười khinh bỉ, trực tiếp ném hồng khổng tước đang ở trong tay ông ta sang một bên. Bạo Long lấy tốc độ cực nhanh phóng tới trước mặt Huyết Bức, không nhiều lời, trực tiếp tung một nắm đấm mang sức mạnh hủy diệt lao về phía Huyết Bức. Một cú đấm này, mạnh mẽ uy lực, mang theo 10 phần áp bức. Huyết Bước thấy vậy, khóe miệng nở một nụ cười khinh thường, đồng thời cũng tung ra một quả đấm giống vậy, nghênh đón. Ầm. Um, chỉ nghe một tiếng rên. Hai quả đấm chạm vào nhau khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể cả hai đều run lên. Ngay sau đó, Bạo Long bị sức mạnh kia làm cho chấn động, lùi về sau 7-8 bước. Huyết Bức chỉ lùi lại 3 bước mà thôi. Thấy cảnh này, cho dù ai nhìn cũng có thể thấy được Huyết Bức mới là người chiếm ưu thế. Chương 347, Nhiệt Huyết Nam Nhi. Trong chốc lát, Bạo Long cùng Huyết Bức lại chiến đấu kịch liệt. Vào giờ khắc này, cơn giận đã nuốt chửng lý trí của Bạo Long anh chỉ muốn giết huyết bức giết kẻ đã làm đồng đội của mình bị thương làm nhục tiểu đội thiên võng không thể không nói bạo long trước đây là huấn luyện viên của lang nha bây giờ là đội trưởng của tiểu đội thiên võng năng lực của anh ta trong bốn người của tiểu đội thiên võng là mạnh nhất trong cuộc chiến với huyết bức mỗi lần cú đấm chạm vào nhau mặc dù anh ta không chiếm ưu thế vẫn luôn bị huyết bức áp đảo nhưng vẫn không bỏ cuộc tuy nhiên nếu cứ theo cái đà này mà tiếp tục, sớm muộn gì Bạo Long cũng sẽ thua thôi. Dù sao sức mạnh của anh ta và huyết bức khác biệt quá rõ ràng. Đúng như dự đoán, sau lần đụng độ này, Bạo Long đã lộ ra sơ hở. Huyết bức nắm lấy cơ hội này, đá thẳng vào xương bắp chân phải của Bạo Long. Chỉ nghe hai tiếng rắc rắc giòn giã vang lên. Xương bắp chân bên phải của Bạo Long bị huyết bức đạp gãy tại chỗ. Điều này làm cho bạo long lập tức mất đi điểm tựa, khuỵu một gối xuống đất. Huyết bức không định bỏ qua cho bạo long, lại đá thêm một cước vào ngực anh ta. Sắc mặt của bạo long lập tức thay đổi. Còn chưa kịp ngăn chặn. Cả người đã bị đạp bay ra ngoài. Sau khi tiếp đất, anh ta lập tức phun ra một ngụm máu tươi. xương sườn của anh ta cũng bị huyết bức đạp gãy vài cái. Có thể nói là đã bị thương rất nặng. Đến đây, ba người mạnh nhất của tiểu đội thiên võng đều bại trận. Huyết bức gần như đã hoàn toàn áp đảo, giải quyết hết tất cả. Chỉ có bạo long có thể chống lại vài chiêu của huyết bức, còn lại đều nhận lấy kết quả thảm hại. Điều này làm cho huyết bức lập tức càng trở nên phách lối hơn. Đây là thực lực của huấn luyện viên đội đặc chủng lang nha đấy à. Còn chưa chịu nổi một đòn nữa là, thứ lỗi cho tao nói thẳng, mày đúng thật là rác rưởi. Cả tiểu đội thiên võng cũng đều là rác rưởi cả những danh hiệu trước đây bọn mày có được ấy à, cái gì mà khắc tinh của tội phạm, sát thủ dũng mãnh, v, v, tao thấy chẳng qua cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Hôm nay tiểu đội thiên võng của bọn mày tất cả đều bị tao đánh mà không hề có năng lực đánh trả lại. Xin hỏi bọn mày có cảm thấy nhục nhã khi được gọi là khắc tinh của tội phạm không? Đúng là nực cười. Tao phải nói rằng, tiểu đội thiên võng của bọn mày nên giải tán đi nhặt xác thôi, để đỡ mất mặt chứ nhỉ huyết bức liếc mắt nhìn ba người bạo long đang nằm trên mặt đất, không gượng dậy nổi, mặt đầy diễu cợt nói. Nghe những lời này, sắc mặt của bạo long, hồng khổng tước, phi miêu, còn cả hắc la đang bị trói trên giường bệnh đều trở nên u ám. Mọi người là một tập thể. Danh dự của tập thể vượt lên trên tất cả mọi thứ. Bọn họ có thể nhịn nhục khi bản thân bị sỉ vả. Nhưng tuyệt đối không cho phép bốn chữ tiểu đội thiên võng bị huyết bức làm nhục. Trong chốc lát, bốn người bọn họ tức giận đến đỏ cả mắt. Mà ba người bạo long, không không thước và phì miêu đã bị huyết bức đánh bại trước đó. Bọn họ cố gắng nén lại cơn đau nhức của cơ thể, gắng gượng đứng dậy khỏi mặt đất. Mặc dù giờ phút này, cả ba người bọn họ bị thương, tàn tật, thậm chí ngay cả đứng còn không thể vững. Nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn huyết bức, trên mặt không hề sợ hãi. Đem những lời mày vừa nói, lặp lại lần nữa hai mắt của bạo long nhìn chằm chằm vào huyết bức, trầm giọng nói. Thấy vậy, huyết bức cũng sừng sốt, khóe miệng hiện lên một nụ cười khinh miệt, nói, à, muốn lặp lại lần nữa sao? Mời mày nghe cho kỹ đây, tiểu đội thiên võng bọn mày, chỉ là một lũ rác rưởi. Lời này vừa được nói ra, đôi mắt của ba người nhóm bạo long như muốn bùng cháy. Khổng tước, phì miêu. Bạo Long nghiêng đầu nhìn về phía phì miêu cùng hồng khổng tước. Vâng, hai người bọn họ đồng thanh đáp lại dám xúc phạm tiểu đội thiên võng của chúng ta bạo long nheo mắt lại Giết không tha hồng khổng tước và phì miêu cùng hét lên suốt lời ba người bọn họ kéo thân thể bị thương cùng lúc lao về phía huyết bức bởi vì xương bắp chân phải của bạo long không thể chạy được cho nên phì miêu cùng hồng khổng tước vào tới chỗ huyết bức trước hồng khổng tước trực tiếp sử dụng bàn tay chưa bị thương còn lại của mình nắm lại thành quả đấm vung về phía huyết bức phì Miu cũng đồng thời tấn công vào huyết bức tuy nhiên đối mặt cùng lúc với hai đòn tấn công từ bên sườn của hai người bọn họ huyết bức chẳng những không hoảng sợ chút nào mà khóe miệng còn lộ ra nụ cười khinh bỉ nói rác rưởi đúng là rác rưởi kẻ bại trận chính là kẻ bại trận mà thôi cho dù bọn mày có tức giận đến đâu đi nữa cũng sẽ không thay đổi sự vô năng của bản thân suốt lời huyết bức nhảy lên một cước đá bay phì miêu cú đá này làm cho phì miêu phun ra một ngụm máu đen nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi nữa hơi thở vô cùng yếu ớt ngay sau đó huyết bước bình tĩnh xoay người thuận thế nắm lấy cổ tay hồng khổng tước một lần nữa dùng sức vặn. xác xác bàn tay của hồng khổng tước cũng bị huyết bước bẻ gãy tại chỗ còn chưa đợi hồng khổng tước hét lên huyết bước nhấc chân trực tiếp đá vào bụng của hồng khổng tước hồng khổng tước bay ra ngoài nặng nề ngã xuống đất không đứng dậy nổi nữa chỉ trong hai giây ngắn ngủi phi miêu cùng hồng khổng tước lại bị đánh bại thương thế còn nghiêm trọng hơn so với trước mà lúc này bạo long khập khiếng vọt tới một tay nắm chặt thành quyền vung mạnh vào người huyết bức huyết bức thấy vậy bèn cười khẩy cơ thể di chuyển sang một bên dễ dàng thoát khỏi cú đấm của bạo long vì thế cú đấm uy lực này của bạo long hoàn toàn không trúng đích dù sao anh ta vốn cũng không phải là đối thủ của huyết bức. Chưa kể bây giờ anh ta lại đang bị thương nặng, còn gãy một chân nữa. Tốc độ đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Vậy thì càng không phải là đối thủ của huyết bức. Sau khi huyết bức thoát khỏi cú đấm này của Bạo Long, ông ta không cho Bạo Long cơ hội nữa, trực tiếp vươn tay nắm lấy cổ Bạo Long. Sắc mặt của Bạo Long thay đổi rõ rệt, vừa định dẫy ruộng. Thì ngay tại thời điểm này, huyết bức tung ra một cú đấm vào mặt của bạo long. ầm, um, cú đấm này giống như một cái búa giáng xuống vậy. Đập thẳng vào mặt bạo long, làm cho đầu óc anh ta ù đi, trống rỗng. Tuy nhiên, huyết bức không định dễ dàng bỏ qua cho bạo long như vậy, ông ta lại tung liên tiếp năm, 6 cú đấm khác vào mặt của bạo long. Cứ như vậy, mặt của bạo long bê bết máu, sống mũi cũng bị gãy từ lâu. Dáng vẻ đẫm máu kia thật sự thê thảm đến không nhìn nổi đầu hàng chưa, hửng, chỉ cần mày chịu quỳ xuống trước mặt tao thừa nhận tiểu đội thiên võng là rác rưởi, tao sẽ buông tha cho mày ngay. Huyết bức mặt đầy phách lối nhìn bạo long hỏi. Mày, nằm, mơ. Bạo long ho ra hai ngụm máu đen, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngay lập tức, anh ta lại tung một nắm đấm hướng về phía huyết bức. Nhưng mà giờ phút này, anh ta đã bị huyết bức đánh cho bầm dập, cả người giống như say rượu vậy, mơ mơ hồ hồ, không còn sức lực nào cả. Cú đấm này mềm nhũn vô lực, đánh vào mặt của huyết bức như gãi ngứa vậy. Mày tự tìm cái chết rồi. Sắc mặt của huyết bức chợt trở, trở nên u ám, liên tục đấm năm, sáu quyền vào mặt của Bạo Long. Lần này, Bạo Long ngay cả đứng cũng không vững nữa. Chỉ nghe, ầm, một tiếng, cả người ngã xuống đất. Đội trưởng, chương 348, ông đã bị bắt. Huyết bức ngồi xổm xuống bên cạnh Bạo Long, nhìn anh ta, lạnh lùng hỏi, tao cho mày một cơ hội cuối cùng nữa, chỉ cần chính miệng mày thừa nhận tiểu đội thiên võng là rác rưởi sau đó quỳ xuống cầu xin tao tha thứ, tao có thể tha cho mày một mạng. Tao, tao vẫn là câu nói cũ, mày đừng mơ. Hơi thở của bạo long thoi thóp, nhưng vô cùng ngoan cố. Thân là một cựu huấn luyện viên của đội đặc chủng lang nha, một người đã từng là quân nhân. Trong từ điển của anh ta, không bao giờ có hai chữ, nhận thua, hay là cầu xin tha thứ. Cho dù chết anh ta cũng phải chết trên mặt trận, tuyệt đối không khuất phục, đây là nhiệt huyết Nam Nhi. Tốt 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 lắm, Bạo Long, đây mày tự tìm đường chết, đừng trách tao không nhắc trước, tao tiến mày lên đường vậy. Không phải mày được gọi là sát thủ của tội ác sao? Sau khi mày chết, tao sẽ móc mắt của mày ra, giữ gìn thật tốt. Tao muốn cho mày thấy, tao đã phá hủy thế giới mà mày từng bảo vệ thế nào. Nói đến đây, trong mắt của huyết bức lóe lên một tia sát ý. Ông ta trực tiếp vươn tay sờ ra sau lưng, lấy ra một con dao găm cực sắc, sờ lên cao, nhắm thẳng vào mắt của bạo long đâm xuống. Đội trưởng, ba người hắc la, hồng khổng tước và phì miêu thấy vậy, lập tức hét lên đầy tuyệt vọng. Giờ phút này bọn họ muốn xông tới đẩy huyết bức ra, cho dù là dùng cơ thể của mình để chặn đào này cũng được. Nhưng mà, bọn họ không thể làm được. Hồng khổng tước cùng Phí miêu bị thương nặng, ngay cả đứng dậy cũng không nổi. Còn Hắc La lại đang bị trói ở trên giường bệnh, không cử động được. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra, không cách nào ngăn cản. Đừng hỏi có bao nhiêu tuyệt vọng. Con dao găm sắc bén kia càng lúc càng gần đôi mắt của Bạo Long. Nhìn thấy mũi dao sắp đâm vào. Vèo. Đột nhiên, một âm thanh như gió thoảng vụt qua. Một hòn đá nhỏ bay trong không khí, bắn vào con dao găm trong tay của huyết bức. Chỉ nghe keng một tiếng, sức mạnh kia làm cho con dao găm trong tay huyết bức bay ra ngoài. Một màn này, làm cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều sửng sốt. Sắc mặt của huyết bức lập tức trở nên u ám. Ngay lúc này, một giọng nói nhàn nhạt vang lên trong phòng. Vừa đúng lúc, chủ nhân của lời nói này, không phải ai khác, mà chính là Diệp Thu trước đó vẫn luôn im lặng vốn là anh cũng muốn rèn luyện cho ba người của tiểu đội thiên võng một chút bởi vì trước đây tiểu đội thiên võng đúng là quá thuận buồm xuôi gió liên tiếp phá được mấy vụ án lớn nhận được vô số lời khen cùng danh tiếng điều này sẽ làm cho bọn họ vô thức kiêu ngạo cứ tiếp tục như vậy nếu như không gặp phải kẻ địch mạnh hơn thì không sao nhưng một khi gặp được nhất định sẽ chịu thua thiệt vì vậy diệp thu cũng muốn bọn họ chịu thiệt ở trong tay huyết bức một chút gặp ít thất bại sau này chắc chắn sẽ có lợi cho sự phát triển trong tương lai của bọn họ đây là lý do tại sao diệp thu biết rõ ba người nhóm bạo long không phải là đối thủ của huyết bức nhưng anh không ra tay ngăn cản mà bây giờ mắt thấy tính mạng của bạo long gặp nguy hiểm đương nhiên diệp thu không thể trơ mắt nhìn được nữa cục đá vừa rồi là anh ném ra ngoài nghe thấy lời của diệp thu huyết bức quay đầu nhìn về phía diệp thu trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo mặt đầy khinh thường nói Diệp Thu, có phải mày cho rằng tao không động thủ với mày là bởi vì tao sợ mày đấy hả? Mày còn dám xen vào chuyện của tao, thật sự là không muốn sống nữa phải không? Bây giờ tôi chỉ cần xác nhận với ông một vấn đề. Diệp Thu nhẹ giọng nói. Cái gì? Huyết bước cao mày, lạnh lùng nói. Vụ án giết người hàng loạt, có phải ông làm không? Diệp Thu lạnh lùng hỏi. Mặc dù anh tiến hành rất nhiều loại suy đoán trước đó cũng chắc chắn 100% rằng tên huyết bức này là hung thủ. Nhưng giờ phút này, anh vẫn muốn nghe chính miệng huyết bức tự thừa nhận. Là tao làm đấy, thế nào, mày có thể làm gì tao? Huyết bức mặt đầy khinh thường nói. Đã như vậy thì dễ thôi. Diệp Thu gật đầu, sau đó nhìn về phía huyết bức, nhàn nhạt nói, bây giờ tôi chính thức tuyên bố, ông đã bị bắt. Nghe thấy vậy, huyết bức hoàn toàn sửng sốt, ngay sau đó phá lên cười khinh bỉ, ha ha ha, Diệp Thu, mày đang kể chuyện cười sao? Ngay cả tiểu đội thiên võng nổi danh của tỉnh Thiên Nam cũng bị thua trong tay tao, bây giờ chỉ bằng mày mà còn muốn bắt tao sao? Chẳng lẽ mày còn chưa hiểu tình huống hiện tại của mình à? Xin hỏi tình huống của tôi là gì vậy? Khóe miệng của Diệp Thu hơi nhếch lên, nghịch ngợm hỏi. Chuyện mới cập nhật, tình huống thế nào? Ồ, mày nói thử xem mày đang ở trong tình huống nào? Để tao nói thẳng cho mày biết, tiểu đội thiên võng ở trước mặt tao chỉ là thứ rác rưởi mà mày ngay cả rác rưởi cũng không bằng hiểu chứ bây giờ tao sẽ cho mày một cơ hội lập tức quỳ xuống trước mặt tao dập đầu cầu xin tha thứ như vậy có lẽ tao sẽ để cho mày chết một cách thật thoải mái nếu không tao nhất định sẽ cho mày biết trên thế giới này còn có thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết huyết bức cực kỳ phách lối nói sau khi đánh bại tiểu đội thiên võng một cách dễ dàng lòng tự tin của ông ta đã muốn nổ tung rồi hoàn toàn không xem Diệp Thu ra gì. Nếu ông cho tôi một cơ hội, vậy đương nhiên tôi cũng phải cho ông một cơ hội, ngoan ngoãn đưa tay ra chịu chói, thế thì có lẽ ông sẽ đỡ đau đớn hơn đấy. Diệp Thu thản nhiên nói. Tuy nhiên, nghe thấy lời này của Diệp Thu, nụ cười mỉa mai trên mặt của huyết bức càng đậm hơn, ông ta lập tức châm chọc nói, ha ha ha, Diệp Thu, mày không đi làm diễn viên hài cũng thật đáng tiếc đấy, thật là buồn cười, còn bảo tao ngoan ngoãn chịu chói sao mày cho rằng mày là ai mày xứng sao thứ rác rưởi như mày chỉ cần chưa đến hai chiêu tao đã có thể đánh mày tới nỗi mẹ ruột cũng không thể nhận ra đấy hiểu chưa không hiểu diệp thu hờ hững lắc đầu mẹ kiếp được lắm nhóc con gan to đấy đây là chính mày tự tìm cách chết không thoải mái nhé vậy thì đừng trách tao quá vô tình huyết bức cười vô cùng khinh bỉ ngay sau đó ông ta nghiêng đầu nhìn hàn tiêu tiêu trên giường bệnh mặt đầy ngung cuồng nói cảnh sát hàn không phải cô nói tên nhóc này vô cùng lợi hại sao? Hôm nay tôi sẽ để cho cô thấy, tôi đánh cậu ta bầm dập đến cỡ nào. Tôi sẽ cho cô biết, cậu ta ở trước mặt tôi yếu đuối ra sao. Nói xong, Huyết Bức lao thẳng về phía Diệp Thu. Thấy cảnh tượng này, đôi con người xinh đẹp của Hàn Tiêu Tiêu cũng hiện đầy vẻ lo âu. Vốn dĩ cô ta vẫn có lòng tin với Diệp Thu, nhưng sau khi nhìn thấy ba người nhóm Bạo Long hoàn toàn bại trận trước Huyết Bức, đột nhiên trái tim cô ta cảm thấy bất an. Bởi vì năng lực của huyết bức thật sự quá mạnh. Một trọi ba mà lại có thể làm cho ba người của Bạo Long không có chút năng lực nào để chống đỡ. Người xưa từng có một câu nói. Thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Giờ phút này, Hàn Tiêu Tiêu thật sự vô cùng lo lắng huyết bức chính là người giỏi đó. Cô ta bất giác lo lắng cho sự an nguy của Diệp Thu. Hơn nữa, một khi Diệp Thu lại bại trận trước huyết bức, như vậy xem như không ai có thể ngăn cản được ông ta cả. Đến lúc đó, tất cả mọi người có mặt ở đây đều khó có thể thoát khỏi cái chết. Cho nên vào thời điểm này, trái tim của Hàn Tiêu Tiêu đã dâng đến cổ họng. Chương 349, một cái tát bay cũng vô cùng lo lắng giống như vậy. Còn có hai cô gái khác là Hắc La và Tống Thiến. Hiển nhiên, hai cô gái này đều bị sức mạnh đáng sợ mà huyết bức thể hiện vừa rồi làm cho choáng váng đầu óc tất cả các cô ấy đều đang lo lắng, không biết Diệp Thu có phải là đối thủ của Huyết Bức hay không. cứ như vậy, dưới cái nhìn của mọi người, Huyết Bức mang theo khí thế khủng bố vọt đến trước mặt của Diệp Thu. dáng vẻ kia giống như một con mãnh hổ xuống núi vậy, trông cực kỳ đáng sợ. nếu là một người bình thường, đoán chừng dù chưa ra tay cũng đã bị khí thế này dọa cho sợ hãi đến té đái. nhóc con, tuy rằng tao không biết mày từ đâu tới lại còn có thể khiến nhiều thế lực nghe theo mệnh lệnh của mày như vậy. Nhưng mà không sao cả, bởi vì mày sẽ sớm chết dưới cú đánh này của tao mà thôi. Tiếp sau hãy nhớ, không có bản lĩnh thì đừng cậy theo người khác học làm anh hùng. Anh hùng ở trong phim đều gạt người cả thôi. Đi chết đi. Huyết bức cười khẩy, sau đó trực tiếp phung một cú đấm ra, mang theo lực sát thương cực mạnh, trực tiếp đánh về phía Diệp Thu. Sức mạnh của cú đấm này, đừng hỏi có bao nhiêu kinh khủng, nếu như một người bình thường bị đánh trúng cho dù chưa chết cũng sẽ bị trọng thương nhưng mà diệp thu hoàn toàn bình thản đối mặt với nó đứng im tại chỗ thậm chí còn không có ý định né tránh một màn này làm cho vẻ khinh bỉ ở trong mắt huyết bức càng tăng lên theo ông ta thấy chắc hẳn diệp thu đã bị cú đấm này của ông ta làm cho choáng váng ngay cả việc tránh đi cũng quên mất khóe miệng của huyết bức nhếch lên một nụ cười mỉa mai thầm nghĩ đúng là thứ rác rưởi mà mắt thấy cú đấm này của huyết bức sắp đánh trúng lồng ngực của diệp thu thấy vậy trái tim của đám người hàn tiêu tiêu như sắp vọt ra khỏi cổ họng trong lòng lo lắng đến cực điểm mà vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này khóe miệng diệp thu lại cong lên mang theo vẻ mặt bông đùa ngay sau đó không nhiều lời nâng tay phải lên trực tiếp tát thẳng vào mặt của huyết bức tốc độ của cái tát này nhanh đến không thể nào tưởng tượng nổi Huyết bức căn bản không phản ứng kịp. Bốp. Chỉ nghe tiếng tát rõ mồn một vang lên. Huyết bức thậm chí còn không có thời gian để hét lên, cả người giống như một con quay vậy, xoay tròn ngay tại chỗ rồi bay ra ngoài. Cho đến khi ông ta va vào một bức tường, lúc này mới xem như có thể dừng lại. Mà cảnh tượng này lập tức làm cho tất cả mọi người thấy có mặt ở đây ngẩn cả ra. Diệp Thu thắng sao? Diệp Thu thật sự đã thắng sao? hơn nữa còn chỉ dùng một cái tát tát bay huyết bức đây là điều mà ngay cả nghĩ bọn họ cũng không dám nghĩ đến dù sao huyết bức cũng đã phô diễn thực lực của mình rồi thật sự quá mạnh quá khủng khiếp nhưng bây giờ ông ta ở trước mặt diệp thu lại không chịu nổi một đòn chuyện này đúng là quá khó tin trong chốc lát biểu cảm trên khuôn mặt của tất cả mọi người có mặt ở đây đừng hỏi có bao nhiêu đặc sắc có khiếp sợ có vui sướng còn có cả sùng bái. Anh Diệp tuyệt vời. Phi miêu hét lớn tại chỗ. Ánh mắt của đám người bạo long, không không tước nhìn về phía Diệp Thu đều mang theo vẻ cực kỳ kính nể. Không còn gì để nói cả. Năng lực của Diệp Thu đã gây ấn tượng sâu sắc với tất cả bọn họ. Như thế nào gọi là anh hùng? Cho dù ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo đến cỡ nào đi chăng nữa, vẫn có thể bình tĩnh lật ngược tình thế, không hề sợ hãi, hơn nữa còn có thể ngăn được cơn sóng dữ đây mới thật sự là anh hùng dưới đôi mắt sùng bái của tất cả mọi người diệp thu không nhanh không chậm bước đến bên cạnh huyết bức mà giờ phút này huyết bức vẫn còn nằm trên mặt đất đầu óc đang ong ong giống như thể vừa gặp phải bom nổ vậy rõ ràng cái tát vừa rồi của diệp thu vẫn chưa làm cho ông ta hết lờ mờ còn đánh nữa không diệp thu cúi đầu nhìn huyết bức tinh nghịch hỏi nghe thấy vậy khuôn mặt của huyết bức lập tức trở nên khó coi vô cùng ông ta dù có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ông ta lại thua ở trong tay Diệp Thu, hơn nữa lại còn thảm hại như vậy. Nhớ lại những lời tàn ác mà ông ta đã nói trước đây. Cái gì mà chỉ cần hai chiêu đã có thể đánh bại Diệp Thu, muốn giày xéo trà đạp Diệp Thu các loại. Nghĩ tới đây, huyết bức chỉ cảm thấy như bị tát mạnh vào mặt, mặt cũng sắp bị đánh bầm dập rồi. Rốt cuộc mày là ai? Huyết bức cố nén lại cảm giác choáng váng, ngẩng đầu nhìn Diệp Thu, sắc mặt khó coi hỏi. Tôi sao, chỉ là một công dân bình thường của thành phố này, yêu cuộc đời, yêu vợ, yêu hòa bình mà thôi. Khóe miệng Diệp Thu nhếch lên, nhẹ giọng nói. Chuyên trang đọc truyện gạch dưới T-U-M-T-A-U-I-I-L. VN gạch dưới. Nghe thấy vậy, huyết bức gần như tức đến hộp máu. Công dân bình thường của thành phố này. Một người dân bình thường mà có thể huy động nhiều lực lượng thế lực đến thế sao? một người dân bình thường mà lại có thể có thân thủ đáng sợ đến như vậy à rõ ràng là đốt báo trước mộ lừa ma quỷ mà đừng giả bộ nữa tuy rằng không biết thân phận của mày rốt cuộc là gì nhưng mày chắc chắn không phải chỉ là một dân thường nhỏ bé của thành phố này lần này là tao đã khinh địch rồi tao nằm mơ cũng không nghĩ tới ở giang châu lại có một nhân vật như mày đúng là thuyền nhỏ lật trong mương tao thừa nhận huyết bức nghiến răng nghiến lợi mặt đầy vẻ không cam lòng nói ngay sau đó ánh mắt của ông ta chợt lóe lên, thừa dịp Diệp Thu không để ý, tay phải luồn vào trong túi quần móc thứ gì đó ra, chuẩn bị bỏ vào miệng. Nhưng mà, Diệp Thu có thể phản ứng nhanh đến mức nào? Anh là người mà thậm chí ngay cả một viên đạn bắn tới cũng có thể né được. Cho dù tốc độ của huyết bức có nhanh hơn đi chăng nữa, thì còn có thể nhanh hơn đạn sao? Động tác nhỏ này của ông ta đương nhiên không thoát khỏi tầm mắt của Diệp Thu được. Hửm! diệp thu hít mắt lại không nói gì trực tiếp khom người bắt lấy cổ tay phải của huyết bức điều này khiến khuôn mặt của huyết bức đột ngột biến đổi trong tay ông cầm thứ gì diệp thu cười lạnh hỏi không không có gì huyết bức vội vàng lắc đầu không có phải không khóe miệng của diệp thu cong lên một nụ cười nghịch ngợm sau đó cánh tay chợt tăng lực chỉ nghe âm thanh răng rắc giòn tan của xương vang lên xương cổ tay phải của huyết bức bị diệp thu bóp nát a à, trong nháy mắt tiếng hét thấu trời xanh của huyết bức vang dội khắp cả căn phòng mà bởi vì cơn đau dữ dội đó mà tay phải của ông ta không thể nắm lại được nữa thư vốn dĩ bị ông ta giấu trong lòng bàn tay rơi ngay xuống đất diệp thu nhìn xuống hóa ra là một viên thuốc màu đỏ nếu không có gì bất ngờ xảy ra đây chắc chắn là thuốc độc sao vậy muốn tự tử bằng cách uống thuốc độc à ông muốn kết thúc êm đẹp sao diệp thu cười khinh bỉ ngay sau đó trực tiếp nhấc chân lên lần lượt đá mạnh về phía cánh tay trái cùng cẳng chân của huyết bức âm thanh xương gãy liên tiếp vang lên điều này làm cho tiếng thét của huyết bức càng thêm thảm thiết cứ như thế tay chân của ông ta đã bị diệp thu hoàn toàn phế bỏ ngay sau đó diệp thu lại dùng tay tát mạnh vào mặt của huyết bức làm cho tất cả răng trong miệng huyết bước rơi ra, miệng trào máu. Chương 350, Hạ màn. Ngay sau đó, Diệp Thu không để ý tới huyết bước nữa, đầu tiên bước đến giường bệnh cởi trói cho Hắc La, Hàn Tiêu Tiêu cùng Tống Thiến. "Anh Diệp, cảm ơn anh đã cứu tôi, thật sự vô cùng cảm ơn anh." Tống Thiến vội vàng nhìn Diệp Thu, mặt đầy cảm kích nói. "Không sao." Diệp Thu cười xua tay. Mà ngay lúc này, một bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại đột ngột nhào vào ngực của diệp thu chuyện này làm cho diệp thu hoàn toàn choáng váng anh diệp thu anh không biết đâu vừa rồi em thật sự sợ chết khiếp người ta còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa hắc la ngẩng đầu nhìn diệp thu chớp đôi mắt to tủi thân nói dáng vẻ nhỏ bé đáng thương kia làm cho diệp thu thật sự không đành lòng nhắc nhở chỉ có thể nhẹ nhàng xoa đầu của hắc la trần an được rồi không sao đâu vậy thì anh diệp thu có thể ôm em được không bây giờ em rất sợ hắc la rúi đầu vào lồng ngực của diệp thu nũng nịu nói mồ hôi kìa diệp thu cạn lời vội vàng đưa mắt cầu cứu hàn tiêu tiêu và tống thiến tuy nhiên hai cô gái này lại giả vờ như không nhìn thấy chuyện này làm cho diệp thu không biết làm sao cả mà ngay lúc này khóe mắt anh vô tình liếc nhìn về phía ba người nhóm bạo long đang nằm trên mặt đất lập tức nghĩ ra kế sách vội vàng nói hắc la cô nhìn kìa nhóm người bạo long đều bị thương cả rồi tôi phải xem vết thương của bọn họ trước đã cô buông tôi ra được không ngoặc kép nghe thấy lời của diệp thu hắc la cũng nhìn sang ba người nhóm bạo long cuối cùng chỉ có thể chu cái miệng nhỏ miễn cưỡng rời khỏi ngực diệp thu mặc dù cô ta rất muốn ôm chặt lấy diệp thu không buông ra nhưng trong lòng cô ta cũng biết rõ ở thời điểm này dĩ nhiên cứu người quan trọng hơn diệp thu thở phào nhẹ nhóm một hơi sau đó vội vàng xoay người đi về phía ba người nhóm bạo long, rất sợ hắc la lại áp sát tới. Nếu không, thật sự sẽ gây ra phiền phức. Trong ba người bạo long, hồng khổng tước và phí miêu. Người bị thương nặng nhất dĩ nhiên là bạo long. Dù sao vừa rồi anh ta cũng bị huyết bức nhiều lần tấn công dữ dội, bây giờ ý thức đã trở nên mơ hồ rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy Diệp Thu đi đến bên cạnh Bạo Long trước, lấy kim bạc mang theo bên người ra, sau khi khử trùng sơ lược, anh bắt đầu châm cứu cho bạo long. Bộ châm cứu anh đang sử dụng là bộ châm cổ có năng lực chữa trị cực mạnh. Có thủ pháp châm cứu này, ít nhất có thể chữa được 90% vết thương trên cơ thể bạo long. Về phần ngoại thương, chẳng hạn như gãy mũi, bạo long cần phải từ từ tính dưỡng mới được. Tuy nhiên, chỉ cần vết thương bên trong lành lại là tốt rồi. Ước chừng khoảng 3 phút, vốn dĩ ý thức của bạo long đang mơ hồ, đột nhiên mở hai mắt ra, con người cũng khôi phục lại thần thái. Rõ ràng là không sao rồi. Thấy vậy, Diệp thu thu lại kim bạc. Cảm ơn anh Diệp đã cứu mạng. Cố nén lại cơn đau, bạo long chống tay ngồi dậy khỏi mặt đất, ôm quyền hướng về phía Diệp thu đầy cảm kích. Được rồi, nghỉ ngơi trước đi, nội thương của anh gần như đã bình phục, nhưng xương cốt bị gãy phải cần thời gian để nối lại. Diệp Thu khoát tay, cười nói. Ngay sau đó, anh lần lượt châm cứu cho Hồng Khổng Tước và Phì Miêu. Giống như Bạo Long vậy. Anh chỉ giúp hai người bọn họ chữa lành nội thương nghiêm trọng. Còn về phần gãy xương hay những thứ tương tự, cần phải đến bệnh viện để bó bột nối xương mới được. Cũng may bây giờ năng lực chữa khỏi bệnh rất cao. Thương tích của ba người Bạo Long hoàn toàn có thể lành lặn mà không để lại di chứng gì. Cảm ơn anh Diệp. Hồng Khổng Tước cùng Phì Miêu nhanh chóng cảm ơn Diệp Thu. Không cần khách sáo. Diệp Thu xua tay. Huynh huynh huynh. Ngay tại lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân rồn rập. Nghe có vẻ như là rất nhiều người, ít nhất phải đến vài chục người. Chuyện này làm cho sắc mặt của mọi người trong phòng đột nhiên thay đổi, vô thức trở nên căng thẳng. Chẳng lẽ là đồng bọn của tên này tới hỗ trợ? Sắc mặt của Phì Miu vô cùng nghiêm trọng nói. Anh Diệp, đừng lo lắng cho chúng tôi, anh đưa nhóm Hắc La đi trước đi bảo long lo lắng ba người bọn họ đang bị thương sẽ trở thành gánh nặng cho diệp thu vội vàng mở miệng nói đúng vậy anh diệp anh đưa hắc la đi trước ba người chúng ta ở lại kéo dài thời gian hồng khổng tước cũng nhìn diệp thu đề nghị em không đi em muốn ở bên cạnh mọi người hắc la vội vàng chạy tới lao vào vòng tay của hồng khổng tước hắc la nghe lời em còn nhỏ cuộc đời sau này còn dài không cần thiết phải chết ở chỗ này nhất định phải sống thật tốt Hồng Không tước nhìn Hắc La, đỏ mắt nói: "Em không?" Đôi mắt to của Hắc La cũng ươn ướt. Hai cô gái sắp ôm nhau khóc giống lên. Thấy cảnh này, Diệp Thu mặt đầy bất đắc dĩ lắc đầu cười. "Anh Diệp, anh cười cái gì vậy? Mau đưa nhóm Hắc La đi nhanh." Nhìn thấy Diệp Thu cười, Bạo Long khó hiểu hỏi: "Mọi người đừng căng thẳng, người tới lần này chính là người của chúng ta." Diệp Thu lắc đầu cười nói. Nghe thấy vậy, mọi người đều sửng sốt mà ngay lúc này cánh cửa căn phòng nhỏ bị đá văng ra từ bên ngoài đội trưởng đội hình sự dương khải còn có chu thái lưu viễn trí mang theo rất nhiều người từ bên ngoài vọt vào anh diệp mọi người không sao chứ nhìn thấy tình hình trong phòng dương khải cũng sướng sờ một thoáng vội vàng quan tâm hỏi không sao hung thủ đã bị bắt bị tôi phế bỏ tay chân rồi bên này còn có người của chúng ta bị thương không tiện di chuyển cần người đưa cáng tới diệp thu chỉ vào huyết bức cùng với đám người bạo long trên mặt đất phân phó được tôi sẽ thu xếp ngay dương khải gật đầu nhanh chóng phân phó cho thủ hạ rất nhanh người bên ngoài đã mang đến bốn cái cáng được chia ra để đưa huyết bức và ba người nhóm bạo long điều thú vị là thời điểm nâng phì miêu lên hai cảnh sát đã cố gắng dùng hết tất cả sức lực vốn có nhưng vẫn không thể nhấc nổi. Cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ có thể đổi thành bốn người nâng cậu ta lên. Đối với chuyện này, Phi Miu cũng khá xấu hổ, chỉ có thể nhắm mắt giả chết. Sau khi mọi người rời đi, bên trong phòng chỉ còn lại Diệp Thu và Dương Khải. Diệp Thu đi thẳng đến trước giường bệnh, vươn tay nhặt lấy đầu kim mà huyết bức đã cầm lúc nãy lên. Đuôi ống kim được gắn với một bình thủy tinh trong vali chắc hẳn huyết bước đã sử dụng bộ công cụ này để hút sạch máu của nạn nhân. Còn mục đích của nó, chỉ có thể đợi cảnh sát thẩm vấn rồi mới biết được. Diệp Thu dứt khoát bỏ lại ống kim vào trong vali, đóng lại, đưa cho Dương Khải, giao phó, đây là công cụ gây án của hung thủ, cất đi. Vâng. Audio điện tử võ tấn bền. chương 351, phòng thí nghiệm số 7, sao vậy anh Diệp? Dương Khải lập tức dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Thu, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Đưa vali cho tôi trước đã. Diệp Thu nói. Được. Dương Khải không chút do dự nào, nhanh chóng đưa vali trong tay cho Diệp Thu. Diệp Thu nhận lấy vali, cẩn thận nhìn dòng chữ nhỏ phía dưới kia, hơi sửng sốt. Phòng thí nghiệm số 7. Diệp Thu cau mày, sau đó nhìn Dương Khải hỏi, ở Giang Châu có phòng thí nghiệm nào tên như thế này không? Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, phải về kiểm tra lại mới biết được. Dương Khải cười lắc đầu, hơi ngượng ngùng nói, "Là vậy à?" Diệp Thu trầm ngâm gật đầu, sau đó trực tiếp trả lại vali cho Dương Khải, nói, "Được rồi, không sao đâu, anh cứ bận việc của mình đi, kêu người lục soát kỹ bãi đậu xe dưới đất này một lần nữa, không được bỏ sót bất cứ nơi nào cả. Ngoài ra, nhất định phải trông coi nghiêm ngặt tên hung thủ kia." "Đã biết, anh Diệp, tôi làm việc anh cứ yên tâm." Dương Khải vỗ ngực đảm bảo nói. Ngay sau đó anh ta lập tức rời khỏi căn phòng nhỏ. Lúc này trong phòng chỉ còn lại một mình Diệp Thu. Diệp Thu đi một vòng quanh phòng. Trực giác cho anh biết, chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Đầu tiên, phòng thí nghiệm số 7 này vô cùng khả nghi. Hơn nữa chính là, huyết bước liên tiếp giết hại 8 người phụ nữ, hút sạch máu của bọn họ. Mà máu đã đi đâu? tất cả những điều này đều được vẽ bằng một dấu chấm hỏi. xem ra chỉ có thể chờ thẩm vấn huyết bước mới có thể biết được câu trả lời. nghĩ tới đây, diệp thu cũng không ở lại nữa, xoay người bước ra khỏi căn phòng nhỏ này. tuy nhiên, diệp thu không để ý tới. ngay khi anh rời đi không lâu, trong một góc khuất của căn phòng nhỏ, đột nhiên có một tia sáng yếu ớt màu đỏ lóe lên. nếu cẩn thận quan sát kỹ, lập tức sẽ phát hiện ra ngay hóa ra đó là một camera lỗ kim được cất giấu vô cùng cẩn thận mà giọng nói khuôn mặt tướng mạo của diệp thu đều đã bị quay lại trong đó từ lối vào dưới lòng đất hàn tiêu tiêu cùng những người khác đều đứng ở ngoài căn phòng trên mặt đất đợi diệp thu về phần ba người bảo long họ đã được đưa đến bệnh viện mặc dù nội thương của ba người không có gì đáng ngại nhưng xương đùi cùng xương sườn của bảo long đã bị gãy lìa hồng khổng tước thì bị bẻ gãy cả hai cánh tay. Phì miêu cũng bị gãy mấy cái xương sườn. Đều cần phải điều trị nối xương kịp thời. Không được phép chậm trễ. Hung thủ đâu rồi? Diệp Thu nhìn Hàn Tiêu Tiêu hỏi. Đã bị đưa về đồn cảnh sát rồi. Hàn Tiêu Tiêu nói. Ừ, vậy thì tốt. Diệp Thu trầm ngâm gật đầu. Ngay sau đó, anh lập tức muốn đề nghị với Hàn Tiêu Tiêu, đợi lát nữa lúc thẩm vấn anh có thể tham dự được hay không như vậy anh cũng có thể hỏi thử xem, phòng thí nghiệm số 7 đến cuối cùng là loại tổ chức gì. Cũng không biết đó là trực giác hay là gì khác. Diệp Thu luôn cảm thấy phòng thí nghiệm số 7 này có vấn đề. Cho nên anh rất muốn tìm hiểu rõ ràng. Tuy vậy, ngay lúc Diệp Thu chuẩn bị mở miệng nói, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên. Anh lấy điện thoại ra nhìn thì thấy là Âu Dương Hạo gọi tới. Diệp Thu nhíu mày lại, vội vàng nghe máy. Này, lão đại, anh ở đâu rồi? Giọng của Âu Dương Hảo từ trong điện thoại vang lên. Nghe có vẻ đang sốt ruột. Đang ở bên khu phố cổ, sao vậy? Diệp Thu nghi ngờ hỏi. Không phải anh nhờ em phái người canh ở cửa công ty của chị dâu theo dõi sao? Lúc nào chị dâu rời đi phải lập tức báo cáo cho anh mà. Bây giờ chị ấy vừa mới ra ngoài rồi, hơn nữa lại dùng chiếc Ferrari màu đỏ của mình. Trông có vẻ chuẩn bị đi về nhà đấy. Âu Dương Hạo vội nói. Cái gì? Sắc mặt Diệp Thu biến đổi trong nháy mắt. Rõ ràng anh không ngờ Lâm Thanh Nhã lại trở về sớm như vậy. Nên biết rằng, bây giờ anh ở khu phố cổ, cách trung tâm thành phố ít nhất một giờ đi xe. Lâm Thanh Nhã từ công ty trở về nhà nhiều nhất chỉ mất nửa giờ đồng hồ mà thôi. Bất kể chuyện này tính toán thế nào thì nhất định Lâm Thanh Nhã cũng sẽ là người về nhà trước. Mà một khi cô ấy về đến nhà và phát hiện anh không có ở đó, hậu quả kia đúng là không cách nào tưởng tượng nổi nghĩ đến đây diệp thu vội vàng phân phó âu dương hạo anh nói nghĩ hết tất cả các biện pháp cậu cho người kéo dài trì hoãn thời gian trên đường về nhà của cô ấy nhớ đừng để cô ấy phát hiện ra bất kỳ tình huống khác thường nào ít nhất phải giữ cô ấy khoảng một giờ đồng hồ nghe hiểu chứ chuyện này em sẽ cố gắng hết sức âu dương hạo có chút khó khăn nói tôi không cần cậu cố hết sức mà tôi muốn chắc chắn là như vậy nếu như tôi bị cô ấy phát hiện không ở nhà thì tôi xong đời rồi cậu cũng không chạy thoát được đâu diệp thu trầm giọng nói bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ âu dương hạo vội bảo đảm ngay sau đó diệp thu trực tiếp cúp điện thoại quay đầu nhìn chu thái bên cạnh mặt đầy vẻ gấp gáp hỏi xe của tôi đâu rồi chiếc xe mà lúc nãy tôi lái tới ấy là chiếc xe van kia sao tôi đã nói người lái tới đậu ở cổng chợ rồi chu thái đáp đưa chìa khóa cho tôi diệp thu vội vàng nói thấy diệp thu gấp gáp như vậy chu thái cũng không dám do dự nhanh chóng lấy chìa khóa xe van ra đưa cho diệp thu diệp thu nắm lấy chìa khóa xe sau đó nhìn lưu viễn trí cùng chu thái nói cảm ơn hai người hôm nay đã mang người tới giúp tôi có việc gấp cần phải về trước hôm nào chúng ta tụ tập sau nói xong diệp thu không nhiều lời nữa xoay người chạy về phía cổng chợ nhìn dáng vẻ lật đật cuống cuồng kia. Làm cho tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra. Phải biết rằng, hình tượng trước đây của Diệp Thu trong lòng bọn họ. Chính là hình ảnh dù núi tuyết Thái Sơn có sụp đổ trước mắt thì sắc mặt anh cũng không thay đổi. Cho dù dây tiếp theo trời có sập xuống thì anh vẫn có thể bình tĩnh, mặt không gợn sóng hay sợ hãi gì. Nhưng bây giờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại có thể khiến Diệp Thu hoảng sợ thành dáng vẻ này cơ chứ? chuyện này làm mọi người khá tò mò nhưng bọn họ không biết là thời điểm khi một người thật sự yêu một ai đó cho dù là người có thể tỉnh táo và điềm đạm nhất cũng sẽ có tâm trạng thay đổi thất thường cũng giống như diệp thu vào lúc này chắc có lẽ nếu trời sập xuống anh vẫn có thể thản nhiên mà đối mặt nhưng nếu lâm thanh nhã chỉ ho khan hai tiếng thôi anh cũng nhất định sẽ lo lắng muốn chết ngay không phải vì bất cứ điều gì khác chỉ vì trong lòng anh chỉ có lâm thanh nhã mà trái tim này của anh, tất cả đã hoàn toàn thuộc về Lâm Thanh Nhược rồi. Cho dù là bất kỳ người nào khác, bất kỳ chuyện gì cũng không cách nào có thể thay thế được vị trí của Lâm Thanh Nhã ở trong lòng anh. Một đường lao ra khỏi chợ, lái chiếc xe van rời khỏi. Diệp Thu lấy tốc độ nhanh nhất điên cuồng chạy về phía Hãn Hải Lam Thành. Cứ như vậy khoảng 10 phút đồng hồ, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên. Còn tưởng là Âu Dương Hạo gọi đến. Chương 352 đừng xen vào việc của người khác anh đang ở đâu vậy giọng nói lạnh lùng của lâm thanh nhã từ trong điện thoại truyền ra anh ở nhà chứ đâu diệp thu vội vàng trả lời ồ vậy sao diệp thu anh đừng nói dối tôi tôi sẽ cho cô một cơ hội cuối cùng tốt hơn hết anh nên nói thật với tôi như vậy có lẽ tôi sẽ không tức giận nói mau rốt cuộc anh đang ở đâu lâm thanh nhã lạnh giọng nói nghe những lời ấy của lâm thanh nhã diệp thu hít mắt lại anh biết lâm thanh nhã nhất định là đang gạt anh một khi anh nói ra sự thật vậy coi như xong rồi đối với cái gọi là không tức giận của cô ấy tất cả đều là mồi nhử thôi đây chính là phụ nữ đấy một người phụ nữ tinh danh nghĩ đến đây diệp thu vô cùng khẳng định nói anh thật sự ở nhà nếu không tin em có thể trở về xem thử được diệp thu đây chính là anh nói đấy nhé tôi lập tức về nhà ngay nếu để cho tôi phát hiện anh lừa tôi, tự mà gánh lấy hậu quả đấy nhé. Lâm Thanh Nhã lạnh lùng nói, mà đây là lần dò xét cuối cùng của cô ấy. Vậy nên nếu anh trột dạ, giờ phút này nhất định sẽ không khỏi dính bẫy. Tuy nhiên Diệp Thu rất tự tin. Bởi vì trước đó anh đã nói với Âu Dương Hạo để cậu ta cố gắng hết sức kéo dài thời gian về nhà của Lâm Thanh Nhã. Cho nên anh ngược lại không sợ Lâm Thanh Nhã đuổi kịp về nhà trước anh. Được chứ, anh sẽ đợi em ở nhà. Diệp Thu cười nói. Hừ. Lâm Thanh nhược hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại, ngay sau đó trong lòng cảm thấy nghi ngờ, chẳng lẽ trực giác của cô sai rồi sao? Anh thực sự có ở nhà. Nghĩ tới đây. Lâm Thanh nhã ngẩng đầu nhìn con đường phía trước, đôi mi thanh tú chợt nhíu lại. Bởi vì con đường cô ấy đang đi bây giờ, giống hệt như một nồi xúc hỗn loạn rồi. Phía trước, phía sau, hai bên trái, phải của cô tất cả đều là xe. Toàn bộ đều chặn lại khiến cô không thể di chuyển được. Trong bộ dáng này có lẽ một hai giờ sau cũng chưa chắc sẽ về đến nhà. Chuyện này làm cho Lâm Thanh Nhã cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nên biết rằng, con đường này là đường chính, mặt đường cực kỳ rộng. Bình thường cũng chỉ có 5, 6 giờ chiều, vào giờ cao điểm mới hơi tắc đường một tí. Hơn nữa cũng không tắc nghẽn quá khoa trương giống như bây giờ huống chi bây giờ chỉ mới 3 giờ chiều, còn chưa tới giờ cao điểm nữa. Theo lý mà nói, đây là thời điểm mà đường dễ lưu thông nhất. Làm sao lại tắc thành thế này chứ? Điều này khiến Lâm Thanh Nhã thật sự không nghĩ ra, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Nhưng cô không biết là, hơn 80% xe xung quanh cô đều do Âu Dương Hảo phái người lái tới. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thu cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó chuẩn bị khởi động lại xe trở về nhà. Mẹ Kiếp, có phải lão già nhà ông giả vờ muốn người ta đụng vào có phải không? Mà ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng chửi bới. Diệp Thu cau mày ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, chỉ thấy trên vỉa hè dành cho người băng qua đường ở phía trước cách đó không xa, một chiếc xe jeep mang biển số quân đội đậu ở đó. Mà ở trên mặt đất phía trước chiếc xe jeep kia có một ông lão khoảng 70 tuổi nằm đó ông lão mặt đầy thống khổ ôm chân trái của mình, đau đớn rên rỉ. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác da, đeo kính dâm đứng bên cạnh ông lão. Anh ta từ trên cao trợn mắt nhìn xuống ông lão, vẻ mặt đầy sự tức giận. Nhìn dáng vẻ kia, chắc anh ta là chủ xe. Giờ phút này anh ta đang chỉ vào mặt ông lão, hùng hùng hổ hổ nói, lão già kia, ông tự tìm chỗ chết đúng không? Giả bộ bị đụng phải cũng nên biết chọn xe chứ, ông có biết xe của tôi ở đâu không? đây là xe quân đội đấy, thế mà ông cũng dám đụng vào hả, mau cút ngay. Tôi không có giả vờ bị đụng, rõ ràng là anh đâm vào tôi. Người trẻ tuổi như anh sao lại nói dối vậy chứ? Ông lão nằm co quắp trên mặt đất, mặt đầy vẻ ủy khuất vừa khóc vừa nói. Mà xung quanh có không ít người đi đường vây quanh. Nhưng không một người nào trong số họ tiến lên giúp đỡ ông lão cả, tất cả đều đứng xem náo nhiệt, hơn nữa còn chỉ chỉ trỏ trỏ vào ông lão. Trong trường hợp này, bọn họ không thể phân biệt nổi rốt cuộc là người đàn ông trẻ tuổi kia đâm vào ông lão, hay là ông lão bị giả vờ bị người ta đụng phải. Huống chi, người đàn ông trẻ tuổi kia lại lái xe quân đội, thoạt nhìn là loại người có bối cảnh. Bọn họ cũng không dám trêu chọc, không muốn dính vào những việc không quan hệ gì với mình như thế này. Người xưa thường nói, chuyện không liên quan thì treo lên thật cao. Trường hợp này chính là như vậy. Ôi chào trời đất ơi, Tôi nói ông giả vờ bị đụng phải thì ông chính là như thế, ông còn dám phản bác lại tôi đây sao? Tôi thấy ông già như ông đúng là thiếu đòn mà. Người đàn ông trẻ tuổi kia trợn mắt nhìn ông lão, tức giận mắng. Ngay sau đó anh ta nhấc chân phải lên, định đá về phía ông lão. Dừng tay, mà ngay lúc này, một giọng nói nhàn nhạt đột ngột vang lên. Điều này khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều sửng sốt, rối rít quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy cách đó không xa, một người đàn ông trẻ tuổi bước xuống xe van, đang đi về phía bên này. Người này không phải ai khác, mà chính là Diệp Thu. Loại chuyện này nếu để cho anh bắt gặp, anh đương nhiên sẽ không thể trơ mắt nhìn được. Người đàn ông trẻ tuổi nhìn thấy Diệp Thu bước từ xe van xuống, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, mặt đầy chế nhạo hỏi, nhóc con, mày là ai chứ? Đừng xen vào việc của người khác biết không? Diệp Thu không phản ứng lại người đàn ông trẻ tuổi kia đầu tiên anh đi đến bên cạnh ông lão trước lấy y thuật của anh đương nhiên ngay lập tức có thể nhìn ra được ông lão chắc hẳn là bị thương thật điều này không thể ngụy trang giả vờ được hơn nữa diệp thu có thể thấy rõ ràng ở đầu chiếc xe jeep kia có một vết lõm mới tinh nếu không có gì bất ngờ xảy ra chắc chắn là do đâm phải ông lão mà tạo thành chuyện này làm cho sắc mặt của diệp thu lập tức trở nên ảm đạm bởi vì loại người này thật sự rất kinh tởm rõ ràng là đụng phải người khác lại còn vu oan cho người khác giả vờ bị đụng đây đúng là loại người cặn bã mà ông à ông có sao không diệp thu bước lên trước đỡ lấy ông lão từ dưới đất lên mặt đầy quan tâm hỏi thắt lưng và chân tôi đau quá không biết có bị gãy xương không mặt ông lão đầy đau khổ nói ông già kia ông bớt ở đó mà giả bộ đáng thương đi còn gãy xương nữa chứ sao ông không nói là mình bị liệt luôn đi hả diễn như thật ấy nhỉ người đàn ông trẻ tuổi kia liếc nhìn ông lão hùng hùng hổ hổ nói tôi không có diễn rõ ràng là cậu đụng ngã tôi tôi cũng không có ý định lừa gạt gì cậu cả nhưng người trẻ tuổi như cậu sao lại không chịu nói thật vậy chứ ông lão vô cùng oan ức nói Ôi chả vẫn không chịu nói thật đúng không lão già như ông giả vờ giả việt bị đụng còn ra vẻ đáng thương gì chứ ông không vui vì gãy xương chỉ là giả đấy à bổn thiếu ra hôm nay đánh cho ông gãy xương thật nhé, để tôi xem ông còn dám giả bộ không. chương 353, ai chạy là kẻ hèn. Ông lão cũng sợ Diệp Thu làm lớn chuyện. Dù sao người đàn ông trẻ tuổi này cũng phách lối như vậy, lại còn lái một chiếc xe mang biển số quân đội, vậy nên chắc chắn là có bối cảnh phía sau. Vì thế ông ấy vội vàng nhìn Diệp Thu nói, nhóc con, hôm nay cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ tôi, nhưng tốt hơn hết là cậu nhanh đi đi đừng bởi vì chuyện của tôi mà làm liên lụy đến mình yên tâm cháu không sao đâu cháu không chỉ không có việc gì mà cháu sẽ còn giúp ông đòi lại công bằng đây là xã hội pháp trị tất cả mọi chuyện đều phải nói phải trái dựa theo pháp luật cả mà người coi thường luật pháp tất nhiên sẽ phải chịu sự trừng phạt của chính nghĩa diệp thu lắc đầu cười nhạt nói tuy nhiên khi anh nói ra những lời này người đàn ông trẻ tuổi kia lại phá lên cười chế giễu ha 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 thật đúng là muốn chọc cười thiếu ra đây mà còn mẹ nó nói phải trái dựa theo pháp luật à một tên nghèo đáng thương lái một chiếc xe van hỏng như mày còn kiến hôi ở tầng đáy của xã hội mà cũng dám nói lý lẽ pháp luật trước mặt thiếu ra đây sao mày có biết thân phận của thiếu ra đây là gì không đối với loại người hạ đẳng như mày mà nói thiếu ra đây chính là trời lời của tao nói là đạo lý là luật pháp ồ là vậy sao diệp thu hít mắt khóe miệng cong lên một tia cười lạnh. Nhóc con, tao khuyên mày tốt nhất nên thức thời một chút, đừng cậy mạnh mà đóng vai anh hùng làm gì. Bởi vì có vài người, vĩnh viễn mày cũng không bao giờ chiêu chọc nổi đâu. Người đàn ông trẻ tuổi liếc nhìn Diệp Thu, hết sức ngạo mạn nói. Anh nói về mình đấy à? Mặt Diệp Thu đầy vẻ nghiền ngẫm hỏi. Chính là thiếu ra đây. Người đàn ông trẻ tuổi kia khinh thường gật đầu cười, sau đó chỉ tay về phía chiếc xe díp phía sau, cực kỳ ngạo mạn nói, nhìn thấy chiếc xe này không? Biển số của quân đội, mày biết điều này có nghĩa là gì không? Ngoặc kép, có nghĩa là ở trong mắt tao, mày chỉ là một con kiến hôi. Thiếu gia tao đây muốn giết chết mày dễ như trở bàn tay thôi. Nhanh chóng ngoan ngoãn buông tay thiếu gia tao ra, sau đó quỳ xuống cầu xin tha thứ, như vậy có lẽ tao còn có tâm tình tốt vẫn có thể tha cho mày một mạng. Bằng không, thiếu gia tao đây sẽ để cho mày cùng lão già kia cùng nhau vào bệnh viện đấy có tin không hả những lời này không cách nào diễn tả được sự ngông cuồng trong đó ông lão sợ tới mức mặt mày trắng bệch vừa định khuyên nhủ diệp thu buông tay đừng làm lớn chuyện thì ngay tại lúc này gương mặt diệp thu ngược lại mang theo vẻ vui đùa lắc đầu nói xin lỗi tôi không tin lời vừa nói ra cánh tay của diệp thu đột một tăng lực sắc sắc chỉ nghe một âm thanh giòn tan của xương bị bẻ gãy. Xương cổ tay của người đàn ông trẻ tuổi bị Diệp Thu bóp nát tại chỗ. Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt của người đàn ông trẻ tuổi kia lập tức thay đổi, đau đến nỗi chảy cả nước mắt chảy. A! À, một tiếng hét vang trời đau thấu tim gan thảm thiết vang lên, truyền vào tai của tất cả những người có mặt ở đây. Chuyện này làm cho mọi người đều phải chố mắt nhìn. Rõ ràng bọn họ không ngờ tới diệp thu lại thật sự dám ra tay với người đàn ông trẻ tuổi kia người đàn ông trẻ tuổi lái một chiếc xe jeep mang biển số quân đội lần này diệp thu nhất định chọc phải phiền phức rồi trong giây phút đó mọi người đều nhìn diệp thu lắc đầu thở dài theo suy nghĩ của bọn họ người trẻ tuổi diệp thu này thật sự quá bốc đồng không biết tự lượng sức mình cho dù là dám làm việc nghĩa vậy cũng phải nên biết lượng sức mà làm cũng phải nhìn xem thực lực của mình có cho phép hay không chứ. Nếu không, không những không giúp được người khác, mà còn tự chuốc hỏa vào thân. Hành vi như vậy thực sự quá ngu xuẩn, quá ngớ ngẩn. Rõ ràng, giờ phút này Diệp Thu ở trong mắt mọi người chính là một kẻ điên rồ không biết tự lượng sức mình. Nhóc con, sao cậu lại thật sự dám ra tay như vậy? Khuôn mặt của ông lão cũng lập tức sợ hãi đến biến sắc một tên cặn bã như vậy cần phải có người dạy cho anh ta hiểu một ít đạo lý mà cháu lại không ngại trở thành người đó đâu diệp thu cười nhạt nói ôi chao cậu gặp rắc rối lớn rồi cậu ta lái xe mang biển số quân đội vậy khẳng định là có thân phận bây giờ cậu lại đả thương cậu ta như thế cậu ta nhất định sẽ trả thù cậu đấy cậu vẫn nên nhanh chóng rời đi thôi không cần phải để ý đến tôi tôi đã già rồi không sao đâu ông lão nhìn diệp thu sắc mặt khó coi khuyên nhủ anh ông ấy cũng có ý tốt không muốn diệp thu vì mình mà gặp họa không sao đâu diệp thu lắc đầu khẽ mỉm cười ngay sau đó xoay đầu nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi nhàn nhạt hỏi bây giờ tỉnh táo lại rồi chứ nếu đã tỉnh rồi thì mau đến xin lỗi ông cụ đi sau đó thương lượng về chuyện bồi thường tao bồi thường cái đầu mày ấy người đàn ông trẻ tuổi trợn mắt nhìn chằm chằm vào diệp thu với hai con mắt như muốn phun ra lửa ánh mắt kia giống như ăn tươi nuốt sống anh vậy. Từ nhỏ đến lớn anh ta chưa từng bị ai đánh bao giờ. Hôm nay lại bị một tên nghèo kiết xác lái xe van đánh. Chuyện này quả thực là vô cùng nhục nhã, mà lửa giận này, làm sao anh ta có thể nuốt trôi được chứ? Trong khoảnh khắc đó, người đàn ông trẻ tuổi kia còn có cả ý định giết người. Anh ta hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Thu, tức giận nói, nhóc con, mày có gan thì đừng chạy hôm nay tao không dạy dỗ mày thì thiếu ra tao đây không phải họ lý. Nếu mày có bản lĩnh thì cứ đợi đấy cho tao. Tôi sẽ đợi anh. Diệp Thu thờ ơ nói. Được, được, được lắm, ai chạy là kẻ hèn. Người đàn ông trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi, giữ tợn nói. Ngay sau đó, anh ta lập tức dùng tay còn lại rút điện thoại di động ra bấm số, hùng hùng hổ hổ nói với đầu dây bên kia alo, các cậu đang ở đâu đấy. Thiếu gia đang bị người ta đánh ở ngã tư Tường Vân, nhanh đến đây cho tôi. Nhớ mang theo người, nghe rõ chứ? Nói xong, người đàn ông trẻ tuổi kia trực tiếp cúp điện thoại, ngay sau đó trợn mắt nhìn Diệp Thu, vẻ mặt u ám nói, "Nhóc con, hôm nay tao nhất định phải để cho mày muốn sống cũng không thể, muốn chết cũng không xong." Cứ như thế. Khoảng chừng 10 phút trôi qua, hai chiếc xe tải màu trắng dừng lại ở ven đường. Cánh cửa xe mở ra, một nhóm thanh niên ăn mặc sặc sỡ tóc tai cũng nhuộm đủ màu nhảy ra khỏi xe những thanh niên này tay cầm ống thép gậy bóng chảy các loại băng qua đường dáng đi nghênh ngang đừng hỏi có bao nhiêu ngạo mạn dáng vẻ kia vừa nhìn là đã biết không phải dạng hiền lành gì điển hình là loại côn đồ các kẻ của xã hội mọi người ở đây nhìn thấy vậy lập tức lui về phía sau trốn thật xa sợ rằng sẽ bị ảnh hưởng đồng thời tất cả đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía diệp thu bởi vì bọn họ biết lần này diệp thu chỉ sợ là gặp phải tai ương rồi ông lão nhìn thấy cảnh này sắc mặt cũng trở nên tái nhật sợ hãi ngay sau đó nhìn diệp thu vẻ mặt đầy tuyệt vọng nói nhóc con vừa rồi tôi đã nói cậu đi rồi mà cậu lại không chịu bây giờ ngược lại cậu muốn đi cũng không được rồi diệp thu lắc đầu cười một tiếng không nói gì dẫn đầu là một tên tóc đỏ trong miệng ngầm tam xỉa răng anh ta nhanh chóng dẫn đám người đến bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi. Gã tóc đỏ vội vàng móc ra một điếu đưa cho người đàn ông trẻ tuổi, vẻ mặt nịnh hót nói, anh siêu, mời hút thuốc ạ. À. Hút cái đầu cậu ấy, đám các cậu chết ở nơi nào vậy, ở nhà ăn phân hả? Sao bây giờ mới đến, còn dám đến muộn hả? chương 354, mày có biết thân phận của tao là gì không? Được rồi, anh siêu cứ yên tâm hôm nay chúng em nhất định sẽ đánh chết cậu ta, lại dám chọc đến anh, em thấy cậu ta chắc là không muốn sống nữa rồi. Tên côn đồ tóc đỏ vội vàng gật đầu, mặt đầy nịnh hót nói. Trông bộ dạng của cậu ta đúng là giống hệt một con chó nịnh chủ mà. Ngay sau đó, gã côn đồ tóc đỏ cũng không dám nói nhảm nữa, trực tiếp quay đầu chừng mắt nhìn Diệp Thu, lập tức thay đổi thành dáng vẻ phách lối, diễu cợt nói, nhóc con, mày vừa mới động thủ với anh siêu đúng không? Tao thấy mày chắc là ăn gan hùm mật báo thật rồi, ngay cả anh siêu mà cũng dám đánh. Đúng là chán sống mà. Nói xong, cậu ta trực tiếp ngoắc tay với đám côn đồ các cái phía sau, chỉ vào Diệp Thu, hung tợn nói: "Các anh em, đánh một trận cho tôi." Gã côn đồ tóc đỏ vừa ra lệnh. Đám đàn em lập tức không nhiều lời, nhặt vũ khí lên vây quanh Diệp Thu, sau đó chuẩn bị ra đòn. Những người đang vây xem thấy vậy, đều lắc đầu bị nhiều người bao vây tấn công như thế. Cho dù Diệp Thu không chết thì cũng bị đánh thành tàn phế mà. Mà ở đây, là cái giá phải trả cho việc đã không có thực lực lại còn xen vào việc của người khác. Tên côn đồ tóc đỏ mang vẻ mặt lấy lòng lui về bên cạnh Lý Siêu, lấy ra một điếu thuốc khác, mặt đầy nịnh nọt nói, anh Siêu, anh cứ chờ xem, chưa tới 2 phút nữa, tên nhóc này sẽ quỳ xuống khóc lóc trước mặt gọi anh là cha, hơn nữa còn phải dập đầu cầu xin tha thứ ngay. Ừ, rất tốt. Lý Siêu ngậm điếu thuốc vào miệng, vô cùng hài lòng gật đầu. A, à, đột nhiên, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Lý Siêu cùng tên côn đồ tóc đỏ còn tưởng là Diệp Thu hét lên, tuyết miệng cười một tiếng, theo bản năng quay đầu lại, muốn nhìn Diệp Thu bị đánh thảm đến thế nào. Tuy nhiên, hai người vừa quay đầu lại, lại thấy giờ phút này đang có một bóng người bay về phía bọn họ. Điều này làm cho cả hai người bọn họ hoàn toàn sửng sốt. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng bộp bóng người kia ngã xuống đất một cách nặng nề trước mặt hai người bọn họ kêu la thảm thiết mà lý siêu và tên côn đồ tóc đỏ lúc này mới nhìn thấy rõ dáng vẻ kia sắc mặt ngay lập tức thay đổi bởi vì người đó không phải là ai khác mà là một tên đàn em của tên côn đồ tóc đỏ còn chưa đợi hai người bọn họ phản ứng lại kịp a à, một tiếng hét thảm thiết lại vang lên ngay sau đó lại một bóng người khác nặng nề ngã trên mặt đất trước mặt hai người vẫn là một tên đàn em khác của tên côn đồ tóc đỏ chuyện này làm cho lý siêu và tên côn đồ tóc đỏ nhất thời không thể bình tĩnh được nữa bọn họ vội vàng quay đầu nhìn về phía diệp thu đang đứng vừa nhìn một cái hai người bọn họ đã gần như chết lặng chỉ thấy diệp thu dưới sự bao vây công kích của một đám đàn em một tay đang bảo vệ ông lão trong khi một tay khác gần như là tắt bay một người chỉ cần người nào đụng vào anh thì căn bản không có cơ hội phản kháng, ngay tại chỗ kêu la thảm thiết bay ra ngoài. Sau đó ngã xuống đất không dậy nổi, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Cứ như thế, chưa tới mấy giây, đám người do tên côn đồ tóc đỏ đưa tới toàn bộ đều nằm trên mặt đất, kêu gào loạn trời đất, không ai còn có thể đứng dậy cả. Nhìn thấy cảnh này, không chỉ có đám đông vây xem choáng váng, mà Lý Siêu cùng tên côn đồ tóc đỏ lúc này càng hoảng sợ hơn đến mức cằm sắp rơi xuống đất rồi không phải là quá 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 mạnh rồi chứ một người tay không còn chỉ dùng một tay lại đánh bay cả mười mấy người trong vòng vài giây con mẹ nó đúng là không phải là người mà lý siêu cùng tên côn đồ tóc đỏ bị dọa đến chết lặng mà ngay lúc này ánh mắt của diệp thu rơi vào hai người bọn họ khóe miệng cong lên một nụ cười tinh nghịch sau đó trực tiếp nhấc chân không nhanh không chậm đi về phía hai người thấy vậy cả hai người bọn họ bất giác run lên, sắp bị dọa sợ đến tè ra quần. Tóc đỏ, tóc đỏ, lên cho tôi, ngăn cậu ta lại. Lý siêu run rẩy, gấp gáp nhìn sang tên côn đồ tóc đỏ bên cạnh, ra lệnh. Hả, em lên sao, siêu ca à, em không đánh lại cậu ta. Sắc mặt của tên côn đồ tóc đỏ biến đổi trong nháy mắt, mặt đầy khổ sở nói. Đùa gì thế? Mười mấy tên đàn em của cậu ta đều bị Diệp Thu đánh cho tơi tả chỉ còn lại một mình cậu ta thôi, mà cậu ta lại không phải là cao thủ võ lâm gì. Cậu ta làm gì có gan mà đánh Diệp Thu chứ? Cậu không được, chẳng lẽ còn để tôi lên à? Cậu có lên ngay không, nếu không, đừng trách tôi trở mặt không nhận người đấy nhé. Lý Siêu hung hăng trợn mắt nhìn tên côn đồ tóc đỏ, hùng hùng hổ hổ nói. Nghe thấy những lời này của Lý Siêu, tên côn đồ tóc đỏ nhất thời cũng luống cuống. Dù sao cậu ta cũng biết bối cảnh của Lý Siêu. Những năm này, sở dĩ cậu ta có thể lăn lộn ở Giang Châu cũng đều là nhờ vào sự bảo bọc của Lý Siêu. Nếu Lý Siêu quay lưng trở mặt với cậu ta, như vậy tất cả những gì bây giờ cậu ta có đều sẽ tan thành mây khói mất. Nghĩ tới đây, tên côn đồ tóc đỏ hít một hơi thật sâu, sau đó nghiến răng nghiến lợi, lấy trong túi ra một con dao có gắn lò xo, hét lên "Tao sẽ liều mạng với mày." Nói xong, tên côn đồ tóc đỏ con dao lò xo kia lao thẳng vào Diệp Thu. Vẻ mặt Diệp Thu đầy hài hước cười lắc đầu, không nói hai lời đạp tới một cước. Tên côn đồ tóc đỏ căn bản không thể nào chống cự lại nổi, lập tức bị đạp bay ra ngoài. Bay xa khoảng chừng 10 mét, vừa vặn rơi xuống một thùng rác màu xanh lục ở ven đường. Hơn nữa đầu cậu ta còn cắm xuống dưới, nhụy cả vào trong đống rác. Mùi hôi thôi ấy, có thể tưởng tượng ra được. Sau khi giải quyết xong tên côn đồ tóc đỏ, Diệp Thu quay đầu nhìn về phía Lý Siêu mà giờ phút này lý siêu đang rón rén đi về phía xe jeep của mình kiển nhiên anh ta muốn lợi dụng lúc tên côn đồ tóc đỏ đánh nhau với diệp thu để lén lái xe đi nhưng mà lý siêu có nằm mơ cũng không nghĩ tới tên côn đồ tóc đỏ lại nhanh chóng bị đánh bại như vậy anh chuẩn bị đi đâu thế khóe miệng diệp thu nhếch lên một nụ cười đùa bỡn nhìn vào bóng lưng của lý siêu nhếch mép hỏi nghe thấy những lời này cơ thể lý siêu chợt cứng nhắc anh ta quay đầu lại nhìn diệp thu sắc mặt nhất thời biến đổi ngay sau đó không nói lời nào xoay người chạy nhanh về phía xe jeep của mình tuy nhiên diệp thu đương nhiên không để lý siêu cứ như vậy mà rời đi được anh bước dài đi thẳng về phía anh ta vào tới trước mặt lý siêu đóng cửa xe jeep lại cứ thế mà ý định trốn khỏi nơi này của lý siêu hoàn toàn bị thất bại muốn chạy sao còn chưa nói chuyện rõ ràng mà nhỉ diệp thu quay đầu lại nhìn lý siêu mặt đầy hài hước nói tránh ra tao không có gì để nói với mày cả lý siêu trừng mắt nhìn diệp thu ra vẻ mạnh mẽ dù trong lòng đang sợ hãi nói vậy sao khóe miệng diệp thu hơi cong lên trực tiếp đá vào đầu gối chân phải của lý siêu rắc rắc, chỉ nghe thấy tiếng gãy xương giòn tan vang lên a à, lý siêu đau đến mức không đứng dậy nổi dầm một tiếng quỳ một chân xuống trước mặt diệp thu bây giờ Chúng ta có gì để nói không?" Diệp Thu cúi đầu nhìn Lý Siêu, cười lạnh hỏi. "Sao mày, mày dám đối xử với tao như vậy? Mày có biết tao đây là ai không? Mày có biết thân phận của tao là gì không hả?" Lý Siêu cắn răng trợn mắt nhìn Diệp Thu, tức giận gầm lên. "Chương 355, vậy thì đưa 10.000 tệ là được rồi. Xin hỏi thân phận của anh là gì vậy?" Diệp Thu vẻ mặt đầy hài hước hỏi. "Mày bị mù sao?" xe của tao mang biển số quân đội đấy, mày nói xem tao có thân phận gì. Không ngoa khi nói rằng, tao lái chiếc xe này trên đường, đến cảnh sát giao thông cũng không dám kiểm tra tao. Xe cảnh sát cũng phải nhường đường khi nhìn thấy tao, bây giờ mày biết tao ngon thế nào rồi chứ. Lý siêu giữ tợn nhìn Diệp Thu, vinh vào nói. Ồ vậy ư, khóe miệng Diệp Thu cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Sau đó anh bước sang một bên, tìm thấy một tảng đá lớn ở bên đường tảng đá kia to bằng một quả bóng rổ thấy vậy sắc mặt của lý siêu lập tức thay đổi còn tưởng rằng diệp thu chuẩn bị dùng đánh đập vào đầu anh ta tảng đá lớn như vậy nếu đập vào đầu anh ta vậy chẳng phải sẽ đập chết ngay tại chỗ sao anh ta còn tưởng rằng diệp thu sẽ đánh anh ta một tảng đá bản thân đụng phải tảng đá lớn như vậy anh ta sẽ lý siêu cũng hoảng sợ vội vàng trợn mắt nhìn diệp thu ngoài mạnh trong yếu nói mày mày muốn làm gì tao cảnh cáo mày giết người là phạm pháp đấy yên tâm tôi không giết người đâu khóe miệng diệp thu hơi cong lên mặt đầy vẻ nghịch ngợm nói vậy mày muốn làm gì lý siêu sửng sốt mặt đầy vẻ khó hiểu hỏi đập xe diệp thu thản nhiên đáp vừa dứt lời anh cầm tảng đá trong tay lên nện vào chiếc xe Jeep kia ầm uhm, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn Phần mui của chiếc xe Jeep bị tảng đá đập thành một lỗ lớn. Một màn này trực tiếp làm cho những người có mặt tại đây ngây ngốc. Điên rồi, người này tuyệt đối là điên rồi, đây là một chiếc xe mang biển số quân đội đấy. Diệp Thu lại dùng đá đập nó. Loại hành động này, thật sự không khác gì một sự công kích trực diện vào quân đội cả. Hậu quả rất nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều cảm thấy đầu óc tê dại. Chết tiệt! lý siêu cũng bị hành động của diệp thu làm cho kinh sợ anh ta nằm mơ cũng không dám nghĩ tới diệp thu lại dám tấn công vào chiếc xe jeep mang biển số quân đội nhóc con mày điên rồi sao đó là xe quân sự đấy mày có biết công kích quân đội là tội danh lớn đến thế nào không mau dừng tay lại cho tao lý siêu trợn mắt nhìn diệp thu mặt đầy lo lắng kêu lên nên biết rằng chiếc xe này cũng không phải của anh ta mà anh ta đã lén lái xe của anh trai mình. Nếu như bị đập vỡ thế này, làm sao anh ta có thể giải thích cho anh trai mình được đây? Nghĩ tới đó, Lý Siêu mặc kệ mọi chuyện, xông lên ngăn cản Diệp Thu. Tuy nhiên, Diệp Thu không thèm đếm xỉa đến Lý Siêu mà đá anh ta xuống đất, sau đó tiếp tục ném đá vào phía trước xe Jeep. Chỉ trong chốc lát, xe Jeep đã bị Diệp Thu đập thành một đống sắt vụn. Lý Siêu hoàn toàn chết lặng quả thật là muốn mạng anh ta mà chuyện này lúc trở về làm sao anh ta có thể giải thích được đây anh trai của anh ta nhất định sẽ giết chết anh ta mất nghĩ tới đây lý siêu phát điên lên vội vàng bò dậy từ dưới đất dùng ánh mắt chết chóc nhìn diệp thu hét lớn nhóc con mày điên rồi sao mày có biết mày đã làm gì không mày xong đời rồi tôi vô cùng rõ ràng những gì mình đã làm diệp thu quay đầu lại nhìn về phía lý siêu thản nhiên nói anh có biết tại sao anh lái chiếc xe này trên đường cảnh sát giao thông sẽ không kiểm tra anh xe cảnh sát cũng sẽ nhường đường cho anh không chẳng lẽ là vì sợ anh hay là sợ chiếc xe này đều không phải sở dĩ lý do bọn họ nhường đường đó là vì sự tôn trọng dành cho quân nhân đối với những người bảo vệ quốc gia bằng cả xương máu của mình bao gồm cả mọi người ở đây cũng vậy bọn họ không phải sợ xe quân đội mà là kính trọng quân đội kính trọng quân nhân mà đối với sự tôn trọng này, dựa vào cái gì để đổi lấy? Là dựa vào mồ hôi, máu, thậm chí cả tính mạng của những người lính hy sinh vì tổ quốc. Bọn họ là những anh hùng của đất nước, những người bảo vệ quốc gia, bọn họ xứng đáng với sự tôn trọng này. Còn anh, anh không xứng. Anh lái chiếc xe này, tuyệt đối là một sự sỉ nhục đối với quân nhân, hiểu chứ? Những lời này của Diệp Thu trực tiếp làm cho Lý Siêu hoàn toàn bối rối. Qua một lúc lâu, lúc này lý siêu mới định thần lại nhìn chằm chằm diệp thu với vẻ mặt đầy kiêu ngạo nói hừ như thế này thì sao chiếc xe này là do tao mượn của anh tao mày biết anh tao là ai không nói ra sợ hù chết mày anh tao là thiếu tá sĩ quan của quân khu giang châu mà bây giờ mày lại đập nát xe của anh tao anh tao sẽ không tha cho mày đâu ngoặc kép lời này vừa nói ra sắc mặt của mọi người có mặt ở đây đều biến đổi thiếu tá sĩ quan vô cùng lợi hại, người bình thường không thể nào trêu chọc nổi. Mà lần này, Diệp Thu lại hoàn toàn không để trong lòng, cười lạnh một tiếng, vẻ mặt đùa giỡn nói: "Ồ, thế à, vậy cứ để cho anh ta đến tìm tôi báo thù đi. Nhưng trước đó, anh nhất định phải xin lỗi ông cụ này cho tôi, bồi thường đầy đủ, nếu không." Nói đến đây, trong mắt Diệp Thu hiện lên sự lạnh lẽo, chỉ vào chiếc xe jeep đã hoàn toàn nát bét lạnh giọng nói, tôi sẽ làm cho anh bị phế ở đây giống như chiếc xe nát này vậy. Lời này vừa nói ra, cả người Lý Siêu bất giác run lên. Đối với những lời Diệp Thu nói, anh ta hoàn toàn không nghi ngờ gì cả. Dù sao ngay cả xe quân sự mà Diệp Thu cũng dám đập, vậy thì còn cái gì anh không làm được chứ? Như người xưa thường nói, núi xanh không sợ không có củi đốt. Bây giờ anh ta không thể đánh lại người này, nếu tiếp tục mạnh miệng, chỉ thêm thua thiệt mà thôi tốt hơn hết lúc này nên thỏa hiệp, đợi trở về mời anh mình rời núi, sẽ tới rửa nhục sau. Nghĩ tới đây, Lý Siêu cắn răng, chỉ có thể dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn ông cụ nói, thật xin lỗi, vừa rồi là lỗi của tôi. Chật, ông cụ cũng không biết làm sao, chỉ có thể nhìn về phía Diệp Thu. Diệp Thu chừng mắt nhìn Lý Siêu, trầm giọng nói, chân thành vào một chút, cúi đầu nói xin lỗi, được chứ? Thật xin lỗi lý siêu nghiến răng nghiến lợi cúi đầu xin lỗi ông cụ ngay sau đó nhìn về phía diệp thu hỏi bây giờ được chưa cậu đâm ông ấy thành thế này chưa bồi thường mà muốn đi rồi sao diệp thu nhìn lý siêu nhếch mép hỏi được rồi tôi cũng không có gì đáng ngại cả nói xin lỗi là được rồi ông cụ vội vàng xua tay nói ôi như vậy sao được tiền thuốc men tiền nằm viện tiền tổn thương tinh thần phải trả diệp thu cười sau đó nhìn thẳng vào Lý Siêu, lạnh giọng nói, đừng lừa người khác vậy chứ, anh lấy 5.000 tệ trả đi. 5.000, sắc mặt Lý Siêu nhất thời biến đổi, kinh ngạc nói. Sao thế, ít quá sao, vậy thì đưa 10.000 tệ là được rồi. Khóe miệng Diệp Thu một nụ cười đùa nghịch. 10.000, mày ăn cướp đấy à, như thế mà còn không gọi là lừa đảo sao. Lý Siêu cũng sắp muốn khóc lên. Mặc dù anh trai của anh ta là một thiếu tá sĩ quan, audio điện tử võ tấn bền. chương 356, tao sẽ không thỏa hiệp. 10.000 tệ đã là rất công bằng rồi, sao lại có thể gọi là lừa đảo cơ chứ? Nếu thật sự muốn lừa đảo anh, chỉ sợ rằng anh bán nhà cũng không đủ đâu đấy. Chuyện này chẳng lẽ anh còn chưa nghe nói qua sao? Diệp thu vẻ mặt bông đùa nói. Chúng ta có thể thương lượng bớt một chút không? Lý siêu nhìn về phía ông cụ, dự định thương lượng. Ông cụ vừa chuẩn bị khoát tay nói không cần. Diệp Thu vội vàng đưa tay ngăn ông cụ lại, sau đó nhìn Lý Siêu nói, anh cho rằng nơi này là cái chợ bán đồ ăn đấy à? Còn có thể mặc cả sao? Nhưng 10.000 tệ không phải là một số tiền nhỏ, tôi không có ngay ở đây. Lý Siêu cười khổ, vẻ mặt khó coi nói, vậy thì 15.000 tệ. Diệp Thu nhẹ giọng nói, bao nhiêu cơ, sao lại đổi thành 15.000 tệ rồi? Mày cũng đừng bức ép tao như vậy lý siêu tao bản lĩnh khác không có, nhưng cốt khí vẫn phải có. Nếu mày ép buộc tao thì một xu tao cũng không đưa. Lý siêu chừng mắt nhìn Diệp Thu, nghiến răng nghiến lợi nói. 20 ngàn. Diệp Thu thở ơ nói. Mày, mày đừng có mà quá đáng. Lý siêu tức giận đến nổi cả gân xanh. 25 ngàn. Diệp Thu tiếp tục nâng giá lên. Tao không thể nào thỏa hiệp được, tuyệt đối không. Lý siêu cắn răng, quật cường nói. 30 ngàn. Diệp Thu nhàn nhạt nói tiếp. Khi Lý Siêu nghe thấy con số này, khóe miệng co giật dữ dội. Lần này, anh ta không dám lên tiếng nữa. Mỗi một câu anh ta nói lại trực tiếp tăng 5 ngàn, ai mà gánh nổi chứ? Thấy vậy, khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, vẻ mặt đùa dỡn hỏi, sao lại không nói gì? Hay là để tôi tăng giá thêm nhé? Nói xong, Diệp Thu chuẩn bị hét lên 35 vạn. Anh trai à, đừng đừng đừng, tôi đồng ý, 30.000 tệ thì 30.000 tệ, đừng tăng thêm nữa, nếu thêm nữa thì tôi thật sự không kham nổi đâu. Lý Siêu không thể chịu đựng được nữa, vội vàng nhượng bộ cầu xin tha thứ. Bây giờ trong người anh ta chỉ có tổng cộng 30.000 tệ. Nhiều hơn một xu anh ta cũng không có ấy chứ. Chuyện này khiến anh ta vô cùng hối hận. Sớm biết lúc 5.000 tệ anh ta đã lập tức đồng ý rồi, nếu không làm gì có chuyện này. Bây giờ thì hay rồi, tăng vụt lên 30.000 tệ. Móc sạch hết vốn liếng trong túi của anh ta ra. Ngay cả bao tử cũng phải hối hận mà. Nếu đã như vậy thì bỏ tiền ra đi, tiền mặt. Diệp Thu cười lạnh nói. Tôi, ôi. Lý Siêu thở dài một hơi, chỉ có thể chạy tới ngân hàng bên cạnh, rút ra 30 vạn tiền mặt, đưa cho ông cụ. Cái này, tiền này tôi không thể lấy được đâu. Ông cụ hơi sững sờ một thoáng. Bản thân ông ấy cũng không có vấn đề gì đáng ngại, cho dù đến bệnh viện gặp bác sĩ thì cũng chỉ 800 đến 1.000 tệ là cùng. Bây giờ lại đưa cho ông ấy 30.000 tệ, ông ấy có hơi không dám nhận. Cụ à, cứ cầm đi, đây là số tiền ông nên nhận được. Nếu như ra tòa thì anh ta còn phải đền nhiều hơn nữa ấy chứ. Ông cứ nhận đi. Diệp Thu Tết miệng cười nói. Cái này, được rồi. Ông cụ chỉ có thể gật đầu, cất tiền vào. Mọi người vây xem thấy vậy, ai cũng đỏ mắt cả bây giờ bọn họ hận không bị Lý Siêu lái xe đâm vào mình. Đụng một cái, có thể lấy được 30.000 tệ tiền bồi thường. Vụ mua bán này tính toán thể nào cũng thấy lời cả. Chuyện này khiến trong lòng bọn họ không khỏi ghen tị với ông cụ. Sau đó, Diệp Thu lại gọi xe cấp cứu cho ông cụ rồi đưa ông đi. Tất cả mọi chuyện đều được xử lý thỏa đáng. Diệp Thu cũng không ở lại nữa, xoay người bước nhanh về phía chiếc xe van của mình dẫu sao anh còn phải về đến nhà trước Lâm Thanh Nhã nữa, nên đương nhiên không thể dây dưa lâu trên đường thế này được. Nhìn bóng lưng của Diệp Thu rời đi trở về. Hai mắt Lý Siêu lóe lên tia sáng lạnh lùng. Lần này, có thể nói anh ta đã bị tổn thất lớn trong tay Diệp Thu. Đầu tiên, anh ta bị đánh không nói. Mà ngay cả xe cũng bị đập. Còn có toàn bộ tiền tiết kiệm, 30.000 tệ cũng bị mất. Có thể nói là tiền mất tật mang mà. Khẩu khí này, anh ta đương nhiên không thể cứ nuốt xuống như vậy được trong lòng anh ta đã thề bất kể như thế nào cũng phải báo cái thù này nghĩ tới đây lý siêu vội vàng nhìn chằm chằm biển số xe của diệp thu sau đó âm thầm ghi tạc trong lòng có dương hạo hỗ trợ giúp đỡ dĩ nhiên diệp thu có thể thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm trở về nhà trước một bước ngay sau khi đậu xe xong diệp thu vội vàng chạy vào nhà thay quần áo khác đeo tạp dề Cầm cây lau nhà bắt đầu lau sàn Cứ như vậy khoảng chừng 10 phút đồng hồ Tiếng gầm rú của chiếc Ferrari từ ngoài sân truyền đến Diệp Thu biết Lâm Thanh Nhã đã trở lại Anh vội vàng cầm cây lau nhà ra cửa chào đón Khi Lâm Thanh Nhã nhìn thấy Diệp Thu ở nhàm hơn nữa Vẫn còn đang làm việc nhà Sắc mặt lúc này mới xem như tốt hơn Lạnh lùng hỏi hôm nay anh ở nhà cả ngày sao Đúng vậy Anh rất nghe lời đấy Vợ không muốn anh ra ngoài anh tuyệt đối sẽ không đi đâu cả." Diệp Thu cười nói, "Được rồi." Lâm Thanh Nhã chỉ có thể gật đầu. "Mà vợ à, em còn chưa nói với anh, sao hôm nay em về sớm quá vậy?" Diệp Thu cười hỏi. Nghe thấy những lời này, khóe miệng Lâm Thanh Nhã hơi cong lên, nhếch mép nói, "Không phải chúng ta đã bàn bạc rồi sao, tối nay phải ở nhà tổ chức tiệc cho hai người bạn ở dưới quê anh mời tới chơi ấy. Tôi thấy công ty cũng có việc gì gấp cho nên trở về nhà sớm." bạn ở dưới quê của anh sao diệp thu hơi sửng sốt đúng vậy chẳng lẽ anh quên rồi à tối hôm qua chúng ta đã bàn bạc rồi anh gọi hai người bọn họ đến nhà ăn cơm chẳng lẽ có vấn đề gì hừm lâm thanh nhược mặt đầy rảo hoạt nói nghe thấy những lời này trong lòng diệp thu cũng hơi lộp bộp nguy rồi anh đã quên mất chuyện này ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá cho nên đối với chuyện này anh còn chưa chuẩn bị gì cả Mắt thấy sắp đến buổi tối rồi. Bây giờ anh đi đâu để tìm ra hai người Đồng Hương bây giờ? Nghĩ đến đây, Diệp Thu bèn cảm thấy đau cả đầu. Cũng may anh có tư chất vững vàng, ngoài mặt vẫn mỉm cười, không lộ ra sơ hở. "Không, không quên." Diệp Thu vội vàng lắc đầu. "Đã như vậy, bây giờ anh gọi bọn họ qua đi, đến sớm một chút, ở nhà uống trà cũng không có vấn đề gì, đúng chứ?" Lâm Thanh nhã lạnh lùng nói mà từ đầu đến cuối, cô đều nhìn chầm chầm vào mắt Diệp Thu, cố gắng nhìn ra sơ hở gì đó trong mắt của anh. Không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề, để bây giờ anh gọi cho bọn họ ngay. Diệp Thu ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó xoay người đi về phía phòng mình. Nhìn bóng lưng Diệp Thu rời đi. Đôi con người xinh đẹp của Lâm Thanh nhã lóe lên tia sáng lạnh lẽo, trong lòng lạnh lùng nói, hừ, Diệp Thu, để tôi xem anh có thể diễn đến khi nào tới lúc đó mà anh không gọi được người, vậy thì anh xong đời rồi nhé. Trở về phòng mình, Diệp Thu ngồi trên giường, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. chương 357, nơi đó. Ừ, chuyện này cậu làm không tệ, trở về sẽ khen thưởng cho cậu. Bây giờ tôi còn có một việc cần cậu giúp tôi làm đây. Diệp Thu trầm giọng nói. Chuyện gì vậy? Âu Dương Hảo nghi ngờ hỏi. Diệp Thu vội vàng nói cho Âu Dương Hảo biết chuyện đã xảy ra nghe xong lời của diệp thu âu dương hạo cười một tiếng đáp này em tưởng là có chuyện gì chứ chuyện này dễ thôi mà em tìm cho anh hai diễn viên chuyên nghiệp đóng đồng hương của anh được chứ vậy nhé bây giờ em lập tức gọi điện thoại cho công ty điện ảnh và truyền hình trung quốc để họ cử hai ngôi sao điện ảnh qua đây đến lúc đó tự phát huy tại hiện trường đóng phim để vượt qua cửa ải nhất định không thành vấn đề đâu nghe vậy diệp thu cạn lời nói còn ngôi sao điện ảnh gì chứ diễn viên bình thường cũng không được. Tại sao vậy? Âu Dương Hạo khó hiểu hỏi. Lỡ như vợ tôi xem TV thấy bọn họ đóng phim trên đó thì sao? Thế chẳng phải là xong đời rồi à? Diệp Thu bất mãn nói. Đúng, 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 là do em chưa suy xét kỹ rồi. Âu Dương Hạo nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, ngay sau đó cũng hơi buồn giàu nói, phải làm sao đây nhỉ? Diễn viên chuyên nghiệp thì sợ bị chị dâu nhận ra, còn người không chuyên nghiệp lỡ như bị lộ tẩy thì chỉ thêm càng thêm hỏng bét thôi. Diệp Thu cũng cau mày lại, suy tư một lúc, trong mắt đột nhiên lóe lên tia sáng, tính toán rồi vội vàng nói, hay là, cậu tới đi. Lời này vừa nói ra, Âu Dương Hạo cũng hoàn toàn sững sờ, cười khổ nói, lão đại à, anh đang đùa em đấy sao, em cũng không biết diễn xuất. Còn có tính tình của em thế này, làm thế nào cũng không giống người ở dưới quê lên mà. Vậy ý của cậu là khí chất của tôi trông giống như người dưới quê lên. Diệp Thu hít mắt, trầm giọng hỏi. Không, 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 em tuyệt đối không có ý đó, lão đại à, anh hiểu lầm rồi. Khí chất của anh là khí chất của một đế vương. Âu Dương Hạo vội vàng nịnh nọt nói. Đừng giả vờ với tôi, tối nay cậu phải tới đây, bằng không nếu như tôi bị lộ tẩy, bị vợ đuổi ra khỏi nhà. Vậy thì cậu cứ chờ tôi ném cậu vào chỗ đó đi. Diệp Thu không vui nói vừa nghe những lời này của Diệp Thu. Âu Dương Hảo ở đầu dây bên kia điện thoại lập tức sợ đến xanh mặt, vội vàng cầu xin tha thứ, đừng mà lão đại, chỗ đó chỉ có mình anh có thể sống sót đi ra thôi. Nếu em đi vào đó, em sẽ chết ngay tại chỗ đấy. Anh không thể tàn nhẫn với em như vậy được. Vậy thì 7 giờ tối nay, cậu mang theo một người nữa, hóa trang một chút, đến đây giả bộ làm đồng hương của tôi. Diệp Thu trực tiếp ra lệnh. Chuyện này, thôi được rồi, nhưng mà lão đại à, em nói trước nhé, nếu như bị lộ tẩy, anh cũng không nên trách em đâu đấy." Âu Dương Hạo vẻ mặt bất đắc dĩ nói. "Không trách cậu." Diệp Thu lắc đầu, sau đó khóe miệng cong lên một nụ cười bông đùa, nói, "Tôi sẽ ném thẳng cậu vào chỗ đó." "Vâng, vâng, vâng, lão đại, em thật sự sợ anh rồi đấy. Em nhất định sẽ cố gắng hết sức để thể hiện tốt." Âu Dương Hạo sợ tới mức vội vàng đảm bảo. "Biết vậy là tốt, nhớ nhé, Trước 7 giờ phải chuẩn bị xong cho tôi, đừng đến muộn đấy." Diệp Thu hài lòng gật đầu, dặn dò: "Biết rồi, em nhất định sẽ đến đúng giờ." Âu Dương Hạo hứa hẹn. "Ừ, không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy trước." Diệp Thu nói xong, lập tức cúp điện thoại. Nghe thấy trong di động truyền đến tiếng tít ngắn ngắt máy. Âu Dương Hạo thở dài một hơi, vẻ mặt bất lực. Không còn cách nào khác cả. Ai bảo anh ta lại có một lão đại như vậy cơ chứ? Còn có thể làm gì nữa? Chỉ có thể nhắm mắt đi thôi, nhưng còn một người nữa thì tìm ai bây giờ nhỉ? Âu Dương Hạo cau mày suy nghĩ một hồi, trong mắt chợt lóe lên, khóe miệng cong lên một nụ cười xấu xa, nói: "Lão Đỗ ơi là lão Đỗ, chuyện tốt này làm sao có thể thiếu anh được. Lúc về nếu tôi bị lão đại ném đến chỗ đó, vậy vậy thì anh cũng phải đi cùng tôi." Nghĩ tới đây, Âu Dương Hạo cười xấu xa một tiếng. Sau đó trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số mã hóa đặc thù. Nếu như ai biết số này, nhất định sẽ cảm thấy rất kinh ngạc. Bởi vì đây là dãy số cơ mật của quân đội, rất ít người có tư cách sử dụng nó. Mà những người biết đã ít lại càng thêm ít. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Âu Dương Hạo cười một tiếng, vẻ mặt thần bí nói: "Alo, lão Đỗ à, đang làm gì vậy? Tôi có một chuyện tốt muốn chia sẻ với anh đây." Đến gần trạng vạng tối, diệp thu đứng trước cửa biệt thự có hơi lo lắng chờ đợi dù gì đối với loại chuyện này anh cũng là lần đầu tiên đối mặt trong lòng ít nhiều cũng có chút không chắc lắm sợ rằng mình sẽ bị bại lộ nếu để cho lâm thanh nhã biết anh lừa cô ấy vậy thì đoán chừng cả đời này anh cũng đừng nghĩ đến chuyện vào cửa của nhà họ lâm nghĩ đến đây diệp thu nhất thời càng thêm khẩn trương mà ngay lúc này lâm thanh nhã từ trong biệt thự bước ra liếc mắt nhìn diệp thu lạnh lùng hỏi, hai người đồng hương của anh sao còn chưa tới? Không phải là anh gạt tôi đấy chứ? Sắp rồi, sắp rồi, anh hẹn bọn họ lúc 7 giờ sẽ tới ngay thôi. Diệp Thu vội vàng nói. Tốt nhất nên như vậy, nếu không, hẳn là anh đã biết hậu quả rồi đấy. Lâm Thanh Nhã lạnh lùng nói. Khụ khụ, vợ cứ yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không lừa gạt em đâu. Diệp Thu ho khan hai tiếng, có hơi chột dạ nói mong là như vậy. Lâm Thanh Nhã cười lạnh, trực tiếp xoay người đi về phía biệt thự. Mà khi Lâm Thanh Nhã vừa mới rời đi không lâu, một chiếc taxi dừng lại trước cổng biệt thự. Sau đó, từ trong xe bước xuống hai bóng người. Một người trong số đó, mặc một chiếc áo may ô màu trắng, mặc quần jean xanh. Còn người kia mặc một chiếc áo sơ mi xám cho, quần vải bố màu nâu. Trang phục tiêu chuẩn của một người lao động nhập cư vào thành phố. Diệp Thu thấy vậy, cũng sững sờ một thoáng. Mà ngay lúc đó, hai người quay đầu lại. Khi Diệp Thu nhìn thấy gương mặt của hai người bọn họ, lập tức trở nên vui vẻ. Bởi vì người mặc áo may ô màu trắng, quần jean xanh ra trời kia chính là Âu Dương Hảo. Chỉ là giờ phút này Âu Dương Hảo đã thay đổi kiểu tóc, đang đội một chiếc khăn che đầu giả, tóc tai dài dối bù như củi khô vậy, trông giống như đã lâu không gội. Vì vậy vừa rồi Diệp Thu mới nhất thời không nhận ra là anh ta nói thật đây là lần đầu tiên diệp thu nhìn thấy âu dương hạo mặc một bộ đồ quê mùa như vậy cũ kỹ đến không thể nào cũ hơn được nữa lúc trước âu dương hạo là người thế nào cơ chứ một tín đồ thời trang siêu đẳng ngay cả những chuyên gia thời trang ở châu âu thỉnh thoảng cũng phải mời anh ta đến để hỏi ý kiến ấy chứ mà đối với phong cách ăn mặc của mình anh ta cũng tương đối chú trọng anh ta không mặc bất cứ thứ gì khác ngoài những bộ vest thủ công được đặc chế riêng cho mình do các bậc thầy may vest người ý làm. Nhưng bây giờ thì sao? Áo may ô trắng, quần bò màu xanh. Thật sự giống như biến thành một người khác vậy. Đúng là một khi con người ta thiết tha sự sống thì có thể làm được bất cứ chuyện gì cũng được mà. Sở dĩ Âu Dương Hạo như vậy là vì không muốn bị Diệp Thu ném tới chỗ đó. chương 358, chiến thần trẻ tuổi nhất người này tên là Đỗ Nguyên Lương. Nếu bàn về quan hệ, anh ta hẳn nên gọi Diệp Thu một tiếng sư phụ. Thân phận của người này tuyệt đối không hề tầm thường. Trong quân đội Trung Quốc, anh ta có một biệt danh, đó là Chiến Thần. Anh chàng này nhập ngũ vào năm năm 17 tuổi, 18 tuổi được chọn vào đội đặc nhiệm Lang Nha. Năm 19 tuổi, anh ta được thăng cấp vào lực lượng đặc trùng thần bí nhất Trung Quốc, Long Hội. Năm 20 tuổi, anh ta đã phụ trách Long Hội, trở thành bộ mặt của quân đội Trung Quốc. 21 tuổi, quân đánh thuê xâm lược biên giới, anh ta tự mình một người tiêu diệt hết kẻ thù. Năm 22 tuổi, các nước khác cử quân đến liên minh để diệt trừ tổ chức khủng bố, nhưng không ngờ lại gặp phải cạm bẫy, quân đội liên minh bị thiệt hại nặng nề. Cuối cùng, Đỗ Nguyên Lương một mình tiến vào lãnh địa của tổ chức khủng bố, bắt sống thủ lĩnh của chúng, lật ngược hoàn toàn cục diện của cuộc chiến. Năm 23 tuổi, quân ngoại bang có ý đồ xâm lược, Đỗ Nguyên Lương dẫn quân đi chấn thủ. Chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, Đỗ Nguyên Lương đã khiến quân địch phải hoàn toàn buông vũ khi áo giáp, không thể không tháo chạy tán loạn. Năm nay anh ta 25 tuổi, trên bả vai đã có một ngôi sao lấp lánh trên vai rồi. Có thể xem anh ta là chiến thần trẻ tuổi nhất của Trung Quốc. Mà những thành tựu anh ta có được ngày hôm nay, đương nhiên không thể không có công chỉ dạy của Diệp Thu được. Đó là lý do tại sao, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, anh ta đã có thể bộc lộ tài năng đạt được thành tựu như ngày hôm nay mà trong rất nhiều học trò của anh đỗ nguyên lương cũng được xem là một trong những người diệp thu tương đối tán thưởng có lẽ bởi vì xuất thân của cậu ta hoặc cũng có thể là vì anh ta là một người lính vì vậy khi ở cùng một chỗ với đỗ nguyên lương anh cũng cảm thấy vô cùng thân thiết mà hôm nay nhìn thấy đỗ nguyên lương đến diệp thu ít nhiều cũng hơi bất ngờ rõ ràng là anh cũng không nghĩ tới điều đó. Âu Dương Hạo lại mời anh ta tới đây, lại còn ăn mặc như thế này. Sư phụ, sau khi Đỗ Nguyên Lương nhìn thấy Diệp Thu, trên mặt cũng hiện lên vẻ kích động, ba bước đổi thành hai bước, vội vàng tiến lên chào hỏi. Xuyệt, Diệp Thu vội vàng đưa ngón trỏ lên miệng tỏ ý nhỏ tiếng thôi, sau đó chỉ vào bên trong biệt thự. Đỗ Nguyên Lương lập tức hiểu ý của Diệp Thu. Dù sao trước khi tới đây, âu dương hảo cũng đã nói cho anh ta đại khái chuyện gì đang đã xảy ra anh ta đương nhiên cũng biết rõ ngọn nguồn trong đó vì vậy vội vàng hạ giọng nhìn diệp thu vẻ mặt hưng phấn nói sư phụ còn có thể gặp được lại anh thật sự tốt quá cứ như thể tôi sắp chết vậy diệp thu nhất thời không nói nên lời không 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 sư phụ em không phải có ý đó đỗ nguyên lương vội vàng xua tay giải thích tôi biết tính từ lần chia tay nơi biên ải năm đó chắc chúng ta cũng một hai năm chưa gặp nhau rồi ấy nhỉ diệp thu mỉm cười gật gật đầu nhớ lại nói đúng là đã rất lâu không gặp nhau rồi ngày nào em cũng nhớ sư phụ cả có thể được gặp sư phụ cũng là nguyện vọng lớn nhất của em đỗ nguyên lương nhìn diệp thu mặt đầy kích động nói ha ha lão đỗ à vậy anh phải cảm ơn tôi mới đúng hôm nay tôi cũng được coi như giúp anh được như ý nguyện mà âu dương hạo đi tới ôm lấy bả vai của đỗ nguyên lương miệng cười nói. Tên nhóc này, sao lại gọi Nguyên Lương tới đây vậy? Diệp Thu liếc mắt nhìn Âu Dương Hạo, tức giận nói. "Hắc hắc, đây không phải là vì em nghĩ đến gần đây lão Đỗ được điều đến Giang Châu sao, cũng là người mình cả mà, cho nên dứt khoát mời anh ta đến đây. Bằng không đi tìm những người khác, em cũng không yên tâm." Âu Dương Hạo cười ngượng ngùng giải thích. "Thật ra thì, anh ta chính là muốn kéo Đỗ Nguyên Lương xuống nước." Bởi vì anh ta biết Đỗ Nguyên Lương là một trong những học trò yêu thích của Diệp Thu. Lỡ như Tuồng vui hôm nay có thất bại, thì vẫn còn có Đỗ Nguyên Lương ở đó. Diệp Thu chắc chắn sẽ không muốn phạt nặng anh ta. Tuy vậy, đối với tâm địa gian xảo của Âu Dương Hạo, Diệp Thu đương nhiên biết rõ, lắc đầu cười một tiếng, cũng không nói gì thêm, mà là dặn dò, đợi lát nữa rồi đi vào, đừng căng thẳng, bình thường như thế nào thì cứ thế đó, nhớ đừng để lỡ miệng, biết chứ? lão đại anh cứ yên tâm trên đường đến đây em đã giải thích với lão đỗ rồi chúng em tuyệt đối không thành vấn đề âu dương hạo vội vàng vỗ ngực đảm bảo nói ngay sau đó anh ta vỗ vai đỗ nguyên lương cười hỏi lão đỗ anh thấy đúng chứ vâng đối với sự ủy thác của sư phụ nguyên lương nhất định sẽ làm hết sức mình tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của sư phụ đỗ nguyên lương gật đầu được vậy chúng ta đi vào thôi vợ tôi đã nóng nảy đợi trong đó rồi đấy diệp thu khẽ mỉm cười sau đó xoay người bước vào trong biệt thự hai người âu dương hảo cùng đỗ nguyên lương đều theo sát phía sau bước vào biệt thự lâm thanh nhã đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem tv nghe thấy tiếng bước chân cũng quay đầu nhìn lại diệp thu vội vàng tiến lên cười nói vợ à hai người này chính là bạn tốt đồng hương của anh đỗ nguyên lương âu dương hảo nói xong diệp thu quay đầu lại nhìn hai người giới thiệu đây là chị dâu của các cậu lâm thanh nhã chào chị dâu hai người vội vàng chào hỏi lâm thanh nhã hơi sửng sốt một thoáng rõ ràng cô cũng không nghĩ tới diệp thu lại thật sự gọi người đến đây trước giờ cô vẫn cho rằng diệp thu đang nói dối đang chờ vạch trần diệp thu nhưng bây giờ có người đến chuyện này khiến cô có hơi ứng phó không kịp tuy vậy dù sao lâm thanh nhã cũng là tổng giám đốc của một công ty lớn rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình vội vàng đứng lên lễ phép mỉm cười nói xin chào hoan nghênh các anh đến nhà tôi làm khách nhanh ngồi đi nào cảm ơn chị dâu hai người gật đầu lúc này mới ngồi xuống ghế sofa ở bên cạnh diệp thu mau rót trà cho hai người bạn đi lâm thanh nhã nghiêng đầu nhìn diệp thu phân phó được rồi diệp thu vội vàng đi làm nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của diệp thu Âu Dương Hạo và Đỗ Nguyên Lương trong lúc nhất thời đều ngẩn ra. Cả hai bọn họ đều biết thân phận của Diệp Thu. Đường đường là một vị vua của thế giới ngầm, từ bao giờ lại bị người ta sai bảo thế này đây? Mấu chốt là Diệp Thu còn không hề có một chút bất mãn, giống như vô cùng cao hứng vậy. Chuyện này thật sự không thể tin được mà. E rằng dõi mắt trên toàn thế giới, chỉ có Lâm Thanh Nhã mới có thể sai bảo Diệp Thu thế này được. Đổi lại là bất kỳ người nào khác, vậy thì đây lại là một câu chuyện khác có kết cục hoàn toàn khác rất nhanh diệp thu pha hai tách trà xong bưng tới trước mặt hai người bọn họ đỗ nguyên lương và âu dương hảo thấy vậy vội vàng sợ hãi đứng dậy nhận trà đùa gì thế sao bọn họ dám để cho diệp thu tự mình bưng trà rót nước cho mình được chuyện này là đại bất kính đấy diệp thu vội vã lườm bọn họ một cái dùng ánh mắt ra lệnh ý bảo bọn họ ngồi yên nếu không hai người bọn họ mà đứng dậy, Lâm Thanh Nhã nhất định sẽ phát hiện ra có chuyện không đúng. Đáp lại, hai người đương nhiên không dám phản bác lại, đành phải thấp thỏi bất an ngồi trên ghế sofa. Uống trà trước đi, thức ăn sẽ được chuẩn bị ngay. Diệp Thu chỉ để trà trước mặt hai người họ như không có chuyện gì, ngay sau đó xoay người đi về phía phòng bếp. Khoảng nửa giờ đồng hồ trôi qua, Diệp Thu mang thức ăn ra, đặt ở trên bàn, chương 359, hai người bị hố hàng, chị dâu, mới chị dùng trước ạ. À? Âu Dương Hạo vội vàng nhìn Lâm Thanh Nhã, cung kính nói. Các anh là khách mà, mời các anh động đũa trước. Lâm Thanh Nhã khách khí nói. Ở quê chúng em có quy định, người nào có thân phận cao hơn thì động đũa trước, bất kể ở đâu, chị là chị dâu của chúng em, đương nhiên chị phải động đũa trước rồi chúng em mới động. Con người của Âu Dương Hạo vòng vo chuyển động, vội vàng nói. Còn có quy định như vậy sao, Vậy được rồi. Lâm Thanh Nhã cũng không khách sáo nữa, cầm đũa lên, gắp một miếng thịt kho đưa vào miệng. Đây là món thịt kho đặc chế của Diệp Thu. Hương vị cùng mùi vị tuyệt đối ngon hơn nhiều so với nhà hàng. Vị giác của Lâm Thanh Nhã trong nháy mắt liền bị chinh phục. Vị béo nhưng không ngấy, mùi hương nhẹ nhàng lôi cuốn, khiến cô hoàn toàn bị mê hoặc. Cô chợt nhận ra, bản thân mình thật sự đã tìm được một báu vật. Khoan nói về những chuyện khác. Chỉ riêng việc Diệp Thu nấu ăn ngon cũng đủ khiến cô hạnh phúc cả đời rồi. Hơn nữa, trên những phương diện khác Diệp Thu cũng rất giỏi. Chẳng hạn như tài năng hội họa thiên phú của Diệp Thu đã được chính thần tượng của mình là Mạc Phi Lạc khen ngợi. Không thể không nói, người đàn ông này vẫn có một vài ưu điểm, nếu như thân phận của anh thật sự giống như những gì anh nói. Vậy thì đào tạo tốt một chút, ngược lại sẽ trở thành một ứng cử viên để làm chồng rất tốt đấy chứ. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Nhã càng thêm kiên định quyết tâm tìm ra thân thế và lai lịch của Diệp Thu. Nếu không, để cho một người đàn ông không minh bạch làm chồng của mình, cô sẽ không thể an tâm được. Tôi đã động đũa rồi, các anh mau ăn đi. Lâm Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn Âu Dương Hạo và Đỗ Nguyên Lương rồi nói. Vậy chị dâu, chúng em sẽ không khách sáo nữa. Âu Dương Hạo tét miệng cười, cầm đũa lên, cũng gắp một miếng thịt kho rồi đưa vào miệng. Trong lúc nhất thời, âu dương hạo mặt mũi tràn đầy vẻ say mê giơ ngón tay cái lên khen ngợi diệp thu nói đã lâu không được ăn cơm của lão đại nấu quả nhiên tài nấu nướng của lão đại vẫn ngon như thường tuy nhiên lời này của âu dương hạo vừa nói ra trên bàn ăn lập tức rơi vào yên tĩnh tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía âu dương hạo trên mặt hiện đầy vẻ quái dị mà diệp thu lúc này đang thật sự cạn lời lão đại cậu ta ở trước mặt lâm thanh nhã Gọi anh là lão đại. Tên này sao ngay cả ăn một bữa cơm cũng không thể chặn nổi miệng cậu ta vậy chứ? Vì vậy anh vội vàng nhìn Lâm Thanh Nhã, định giải thích, "Vợ à, em nghe anh nói đã, cậu ấy." "Anh khoan nói đã." Lâm Thanh Nhã trực tiếp ngắt lời Diệp Thu, sau đó nhìn Âu Dương Hạo hỏi, "Sao anh lại gọi Diệp Thu là lão đại? Các anh không phải là bạn đồng hương với nhau sao?" "Là." Sắc mặt Âu Dương Hạo lập tức thay đổi, lúc này mới ý thức được mình đã lỡ miệng. Không còn cách nào khác cả, bình thường đã quen gọi lão đại, trong lúc nhất thời anh ta không thể thay đổi ngay được. Cảm nhận được ánh mắt chết chóc của Diệp Thu, sau lưng Âu Dương Hạo đổ mồ hôi lạnh. Nếu chuyện này không giải quyết được, dẫn đến thân phận của Diệp Thu bị bại lộ. Hậu quả kia xem chừng không thể tưởng tượng được mất. Diệp Thu nhất định sẽ giết anh ta. Nghĩ tới đây, da đầu của Âu Dương Hạo chợt cảm thấy tê dại. Nhưng thật may là, Âu Dương Hạo là người đã từng trải phản ứng của rất nhanh nhạy. Ngay sau đó anh ta nghĩ ra một cái cớ rồi nói, đúng vậy, chúng em là bạn đồng hương, quan hệ tương đối thân thiết. Sau đó chúng em cứ thế mà giống như Lưu Quan Trương vậy, làm anh em kết nghĩa. Diệp Thu là lão đại, em là lão nhị, Đỗ Nguyên Lương là lão tam. Ồ, Lâm Thanh nhã như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó nhìn Diệp Thu hỏi, là như vậy sao? Đúng vậy, Diệp Thu cười gật đầu, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra cả vậy thì xem ra quan hệ giữa các anh đúng là rất tốt lâm thanh nhã nhướng mày trầm ngâm nói đương nhiên tốt rồi chị dâu à chị không biết chứ năm đó ba người chúng em cùng nhau vào chiến trường giao tình sống chết chị có thể nói không tốt được sao đỗ nguyên lương cười nói tuy vậy khi lời này của anh ta vừa nói ra bầu không khí vốn dĩ đã sắp trở nên khá hơn trong nháy mắt lại trở nên căng thẳng đôi con người của diệp thu sắp chừng rơi ra ngoài rồi hai người này hôm nay tới đây không phải để giúp anh diễn trò đúng không sao cứ trông giống như đang nhân cơ hội trả thù anh thế này một người mở miệng gọi anh là lão đại vừa rồi mới vất vả nghĩ ra một cái cớ trọn vẹn thế mà bây giờ lại trực tiếp đi ra chiến trường người này cảm thấy thân phận của anh không được tiết lộ thì trong lòng cảm thấy khó chịu hả hai tên hố hàng này ba người các anh đã cùng nhau ra chiến trường sao các anh đã từng đi lính Lâm Thanh Nhã nhanh chóng nhìn Đỗ Nguyên Lương, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, Đỗ Nguyên Lương có chút không phản ứng kịp, gật đầu. Âu Dương Hạo ở bên cạnh đã sợ đến mức sắp khóc lên rồi. Bởi vì nếu hôm nay nếu thân phận của Diệp Thu bị bại lộ, vậy thì anh ta sẽ bị Diệp Thu ném vào nơi đó mất. Nghĩ tới đây, Âu Dương Hạo nhanh chóng giả vờ ho khan hai tiếng, chớp chớp mắt nhìn Đỗ Nguyên Lương. Lúc này Đỗ Nguyên Lương mới chợt nhận ra mình lỡ miệng, con người vòng vo xoay chuyển, vội vàng biện hộ một lý do, giải thích, chị dâu, chị hiểu lầm rồi, chiến trường mà em đang nói tới là phòng thi của kỳ thi tuyển sinh đại học ấy. Không phải người ta đều nói thi vào đại học giống như ra chiến trường sao? Năm đó ba người bọn em cùng nhau tham gia thi đại học, cho nên tình cảm tương đối tốt. Ồ, thì ra là như vậy. Lâm Thanh Nhã trầm ngâm gật đầu, ngược lại cũng không hỏi gì thêm. Thấy vậy, Diệp Thu cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi sau đó nói đừng nói chuyện nữa mau ăn cơm đi nếu không sẽ bị nguội mất anh không dám để âu dương hảo và đỗ nguyên lương tiếp tục nói chuyện nữa nếu không trái tim anh sẽ không thể chịu nổi mất hai người này mỗi người một câu cũng sắp đem gốc gác của anh ra tiết lộ sạch sành xanh rồi nếu bọn họ nói thêm hai câu nữa muốn lâm thanh nhã không nghi ngờ cũng khó tốt hơn hết vẫn nên nhanh ăn xong rồi đưa đi thôi nếu không nói nhiều sẽ mất tất Bữa tối này, có thể xem như là bữa tối làm Diệp Thu sợ hãi nhất. Trước đây, anh đã ăn cơm ở trên chiến trường, ngay cả khi hỏa tiến của kẻ thù có khả năng sẽ oanh tạc tới trong giây tiếp theo. Anh vẫn có thể ăn một cách rất vui vẻ, chấn định như thường. Nhưng mà bữa tối ngày hôm nay, Diệp Thu vừa ăn vừa cảm thấy vô cùng sợ hãi trong lòng, rất sợ Âu Dương Hạo cùng Đỗ Nguyên Lương đột nhiên nói ra điều gì không nên nói đó. Nên biết rằng Trực giác của phụ nữ rất nhạy bén. Một khi có chút giải thích không rõ ràng, như vậy sẽ để cho họ phát hiện được sơ hở. Huống chỉ với một người phụ nữ có chỉ số IQ cùng EQ cao như Lâm Thanh Nhã, một từ sai thôi cũng đã có thể khiến anh bị bại lộ rồi. Cứ như vậy, trong bầu không khí khẩn trương này, bữa tối cuối cùng cũng kết thúc. Diệp Thu nhanh chóng nháy mắt với Âu Dương Hạo và Đỗ Nguyên Lương. Chương 360, trong tay không dư giả về gì mà vội thế, sao không ở lại Giang Châu chơi thêm vài hôm nữa? Đôi mày lá liếu của Lâm Thanh Nhã cao lại, cô nghi ngờ hỏi. Không được, ở quê em còn có việc. Âu Dương Hạo cười rồi nói. Thế thôi vậy, để mai Diệp Thu chở các anh đi. Đỗ Nguyên Lương cười ngượng ngùng xua tay tỏ ý từ chối. Thấy thế, Lâm Thanh Nhã cũng không kỳ kèo nữa, cô cùng Diệp Thu tiến hai người ra khỏi biệt thự. Vợ ơi, mai hai thằng bạn này của anh phải về quê rồi, tối nay anh muốn dẫn tụi nó đi loanh quanh thăm thú tí, em xem có được không? Diệp Thu nhìn Lâm Thanh Nhã thử thương lượng. Ừ, anh đi đi, đừng về muộn quá. Lâm Thanh Nhã gật đầu, thờ ơ nói. Anh biết rồi, chắc chắn anh sẽ về sớm. Diệp Thu vội vàng vỗ ngực đảm bảo. Thấy vậy, Lâm Thanh Nhã gật đầu rồi quay vào biệt thự. Diệp Thu thở vào một hơi nhẹ nhõm cả người, anh quay lại nhìn Âu Dương Hạo và Đỗ Nguyên Lương. Ánh mắt lạnh lẽo khiến cả hai không kiềm chế được mà phát run. "Lão, lão đại, anh nghe em giải thích đi mà, em thật sự không cố ý." Âu Dương Hạo vội vàng cười làm lành xin tha. "Sư phụ, em cũng không cố ý đâu, vì đây là lần đầu tiên phải diễn kịch nên em hơi căng thẳng." Đỗ Nguyên Lương cũng vội cúi thấp đầu như đứa trẻ làm sai chuyện. "Nếu để người khác nhìn thấy" Chiến thần tiếng tăm lẫy lừng của Hoa Hạ lại có dáng vẻ thế này trước mặt Diệp Thu. Chắc chắn sẽ sốc đến không nói nên lời mất. Thấy cả hai người đều thành khẩn nhận sai, Diệp Thu cũng không truy cứu chuyện này nữa, anh xua tay, nói, thôi được rồi, nể tình vợ tôi chưa nghi ngờ tôi, tôi không tính toán với hai cậu nữa. Thế thì chưa chắc đâu ạ. À. Tuy nhiên, Âu Dương Hạo lại lắc đầu. Hử? Có ý gì? Diệp Thu khó hiểu hỏi. Ở đây nói không tiện chúng ta ra chỗ khác đi. Âu Dương Hảo liếc nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói. Nghe vậy. Diệp Thu gật đầu, sau đó anh lái chiếc xe van của mình ra chở hai người kia rời khỏi hãn Hải Lam Thành. Trên đường đi, Diệp Thu quay sang nhìn Âu Dương Hạo đang ngồi ở ghế phó lái, anh hỏi, vừa rồi cậu có ý gì? Lão đại, dạo gần đây có người điều tra thân phận của anh khắp nơi, sau đó em cho người đi tra, anh biết ai đang điều tra anh không? vẻ mặt âu dương hạo nghiêm túc nói ai diệp thu nhíu mày là chị dâu đấy anh âu dương hạo nói sao vợ tôi cho người điều tra tôi diệp thu sững sờ vâng chị dâu cho người đến quê trên giấy tờ của anh hỏi thăm khắp nơi chị ấy muốn biết thân phận thực sự của anh âu dương hạo gật đầu thế cô ấy có điều tra ra được cái gì không diệp thu cau mày đây mới là điều anh lo lắng nhất không thân phận của anh do chính tay tổ chức làm giả có thể nói là vô cùng kín kẽ chỉ bằng khả năng của tập đoàn lâm thị thì sẽ không điều tra ra được âu dương hạo lắc đầu cười rồi nói thế thì tốt lúc này diệp thu mới coi như yên tâm sau đó anh nghiêm nghị nói xem ra khoảng thời gian này tôi phải sống khiêm tốn một chút phải cố gắng không gây sự nếu không sẽ chỉ khiến cô ấy càng nghi ngờ tôi thêm thôi vâng lão đại chuẩn bị tâm lý trước là tốt nhất âu dương hạo gật đầu anh ta nhìn diệp thu đoạn nói nhưng mà em thấy anh cứ thế mãi cũng không phải cách hay anh có thể giấu chị dâu nhất thời nhưng đâu thể giấu giếm cả đời chứ chị dâu không sớm thì muộn cũng sẽ biết được thân phận của anh tôi cũng chịu tạm thời cứ giấu cô ấy đã nếu cô ấy biết được thân phận của tôi sẽ chỉ khiến khoảng cách giữa chúng tôi càng dài ra hơn thôi nên là tạm thời cứ đợi đến lúc cô ấy thật lòng muốn tiếp nhận tôi đã rồi nói cho cô ấy biết sau diệp thu nhún vai có phần bất đắc dĩ nói cũng đúng, nhưng anh yên tâm đi lão đại, chỉ cần không có chuyện gì ngoài ý muốn, nếu anh không tự mình nói cho chị dâu, chị ấy sẽ không thể biết được thân phận thật của anh đâu." Âu Dương Hạo cười và nói, "Chỉ mong là thế." Diệp Thu gật đầu, sau đó anh nhìn Âu Dương Hạo và Đỗ Nguyên Lương, cười hỏi, "Lâu lắm không gặp rồi, đi làm vài ly không?" "Ok luôn, đi đâu uống?" Âu Dương Hạo vô cùng mong đợi hỏi. Dẫn hai cậu đến một chỗ cực đẳng cấp luôn. Khóe môi Diệp Thu cong lên, anh nhìn ngẫm nói. 20 phút sau, trước một quán ăn vỉa hè nằm cạnh sông trên phố ăn vặt. Một chiếc xe van dừng bánh tại đây. Đám người Diệp Thu bước từ trong xe xuống. Nhìn quán ăn vỉa hè ven đường bầy trước mặt. Âu Dương hạo sốc đến đưa cả người, qua mấy giây mới quay lại nhìn Diệp Thu, vẻ mặt không dám tin hỏi. Lão đại, đây là nơi cực đẳng cấp mà anh nói ấy hả? Đúng rồi, sao, chỗ này không tốt à? vừa nhiều người náo nhiệt, lúc ăn xiên uống bia còn có thể ngắm nhìn phong cảnh trên sông, hơn nữa lúc có cơn gió nhẹ thổi qua, cảm giác ấy cứ phải gọi là phê tê người. Diệp Thu cười ha hả nói. Sau đó anh nhìn ông chủ quán, hét lớn nói, ông chủ, cho một két bia, một trăm xiên thịt dê, một đĩa lạc với một đĩa đậu tương. Có ngay, ba cậu cứ tìm chỗ ngồi trước đi. Ông chủ vô cùng nhiệt tình nói. Diệp Thu dẫn hai người kia chọn một bàn gần sông nhất ngồi xuống sao, không gian ở đây không tệ đúng không? Diệp Thu chỉ xung quanh, nhìn hai người, cười hỏi. Vâng, tốt lắm luôn. Đỗ Nguyên Lương mỉm cười gật đầu. Lão Đỗ, ông không nhầm đấy chứ, thế này mà gọi là rất tốt à? Ông nhìn trên đất đi, toàn là xiên trúc với túi ni lông, lại trong cái bàn này đi, dầu mỡ bóng nhảy nhụa ra đây này, cứ như là lâu lắm rồi chưa lau ý, còn cả xung quanh đây nữa, bẩn khủng khiếp, má ơi, thế này sao mà ăn được? âu dương hạo ghét bỏ nói hiện tại anh ta cảm thấy cả người đều trong trạng thái khó ở dù sao một người xuất thân giàu có như anh ta cũng chưa bao giờ thiếu tiền cả những nơi anh ta đến toàn là chỗ cao cấp đây là lần đầu tiên anh ta đến một nơi như quán ven đường này tất nhiên sẽ không thể nào thích nghi được rồi rồi cậu đừng có kén chọn nữa có chỗ uống bia là may rồi lão đại cậu bây giờ trong tay không dư giả chỉ có thể mời đến được nơi thế này thôi Diệp Thu lườm Âu Dương Hạo, giọng điệu không vui nói: "Lão đại, anh đừng đùa chứ, anh mà còn không dư giả thì trên thế giới này còn ai dám nhận là có tiền nữa?" Âu Dương Hạo bĩu môi cạn lời nói: "Phải biết." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 360.